các chị. Xin chào cả nhà. Các chị đã được tặng quà chưa? Em Hiền xin chào các chị. Hứa với mọi người là trưa ngày hôm nay live, nhưng mà do đợt này lượng đơn nhà em Hiền nó hơi bị quá tải, nên là chỉ có lên với các chị được buổi tối thôi. Đơn của chị sau một tuần thì chưa nhận được hàng à. Ok chị Nguyễn Nga, để ngày mai em bảo nhân viên nhà em kiểm tra lại đơn cho mình nhá. Thông cảm hộ em Hiền với ạ. Hello các bác, xin chào cả nhà. Hôm nay thì lại có siêu phẩm mới đây. Hôm nay thì lại có siêu phẩm mới đây các chị ơi. Hello các chị. Em nhắn tin trên fanpage mà không có ai trả lời à, chị Huyền Trang. À dạ vâng, ok, để em kiểm tra lại đơn hàng cho để ngày mai nhá. Chị chốt đơn đúng không ạ? À, nếu như bác muốn chốt đơn nhanh, mình chốt đơn trên live này giúp em cũng được này. À, còn nhắn tin thì ngày mai các bạn sẽ trả lời nhé. Tại vì hôm nay là các bạn nhà em nghỉ sớm, nên là không có ai ngồi check inbox cả. Em Hiền xin chào các chị. Trời ơi các chị ơi, em còn một ít quần lót này, em xả nốt để gọi là em về quần mới này. Thứ hai nữa là cũng có rất là nhiều áo lót xinh ơi là xinh. Đệm dày, đệm mỏng em có rất rất là nhiều luôn á. Áo nào dành cho ngực lép, chị nghĩ sao về em này? Chị nghĩ sao về một em rất là sexy như thế này à chị? Nhắn tin mà không ai trả lời. Người đẹp ơi, sáng ngày mai nhân viên em sẽ trả lời nha. Tại vì hôm nay em Hiền cũng nghỉ live đó. Em nhắn tin mấy hôm rồi hả? Ok, để em giúp các bạn đi nhá. Thông cảm của em Hiền với. Tại vì là mấy hôm nay inbox nhà em Hiền nó hơi bị nhiều xíu, nên là chị ơi mình chốt đơn trên live giúp em Hiền được không? Mình đừng chốt đơn ở inbox. Inbox nhà em Hiền lâu lắm, trả lời lâu lắm bác ạ. Có khách hàng nhà em nhắn tin đến 3-4 ngày rồi chưa kịp trả lời. Chị ơi hôm nay chị có lên quần ghen bụng không? Có nhá. Xả đồ lót đi chị, hàng người chị mặc mê lắm. Ok, hôm nay sẽ xả nhá, xả quần lót nhá. Hôm nay sẽ xả quần lót cho các chị nha. Em Hiền xin chào cả nhà. Quần cặp cao vừa đăng 7 cái còn không Hiền ơi. Em không biết là nhân viên đã chốt cho ai chưa nhỉ? Em còn có 7 cái đó thôi đấy, bác nào lấy hết không? Chị nhận được bộ xả 4 người đẹp, em cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Cái quần đấy thì em sẽ chốt đơn ở inbox thôi, em không có chốt đơn trên live nữa. Tại vì con đấy nó còn có vài con thôi à. Nên là chốt đơn trên live thì người này được, người kia không được là các chị mắng em chết dở. Vài hôm nữa thôi là em sẽ về hàng nhá. Mẫu em Hiền đang mặc có màu đen các chị ơi, xinh lắm ạ. Cái này comment hỏi em Hiền nó sẽ là mã V1 và để lại số điện thoại cho em. Em này là đệm dày 3 phân có gọng và nâng đẩy. Và đặc biệt là cái mẫu này là một trong những cái mẫu mà rất rất là sexy luôn. Các chị nào ngực bé thì mà con này siêu đẹp luôn cả nhà. Em ơi, nhìn xinh lắm. Em có 4 màu nhá, có màu hồng, màu trắng, màu đen và màu em Hiền đang mặc là màu xanh. Comment em Hiền là V1 và để lại số điện thoại. Còn bộ gì không Hiền? Hết đồ bộ rồi các chị ạ. Em còn 2 bộ đồ ngủ. Bị hoàn về 2 bộ đồ ngủ. Hoàn về 2 bộ đồ ngủ. Các bác nào có bác vớt vát của em Hiền không? Bộ đồ ngủ đẹp lắm. Quần lót gen em hôm nay Hiền có quần lót gen nhé. Em Hiền lên các chị cái bộ này đã. Các chị cho em Hiền xin một nút thả tim được không ạ? Hoặc là cho em Hiền xin một lượt chia sẻ nhá. Sau đó em Hiền sẽ lên hàng xả cho các chị ngay trong buổi live ngày hôm nay. Cái này em bán theo cả quần và cả áo có 290.000 trong buổi live này thôi ạ. Cái này comment thì em Hiền là V1 và để lại số điện thoại cho em. 290k trong một set rất là xinh và cực kỳ đẹp luôn các bác. Đây, em Hiền đang còn 4 màu nha, em Hiền đang cầm ở đây nhá. 34, 36 và 38 cho em Hiền ạ. Mã này là V1 này. Chị nào ngực bé mà con này sẽ rất là đẹp luôn. Xinh ơi là xinh luôn các chị. V1 và để lại số điện thoại giúp em. Các chị ngắm hoa em Hiền nhá, xinh lắm. V1 là áo của em nào. Cái này nó sẽ có cả quần và cả áo nhá. Cả quần và cả áo. Đây, nó sẽ như thế này bác này. Một set sẽ là bao gồm một quần và một áo. Nó đi theo một bộ đó cả nhà. Đó, một bộ này có 290k cho một bộ thôi ạ. Em có màu hồng, màu đen và màu trắng ở đây, không để màu trắng ở đây rồi. Màu hồng, màu đen và màu trắng và màu đỏ cho em Hiền này. Đệm 3 phân và nâng đẩy nhiều. Cái này comment hệ em Hiền là V1 và để lại số điện thoại. 290k cho một set 34, 36 và 38. Em ơi, cứ tăng ai vào thế đấy, sợ thế. Ôi, như hôm qua đăng live tự nhiên đăng ít người xem, nó không sao tự nhiên comment một phát gì một đống người vào, sợ chết khiếp luôn, nó tăng like luôn. À, chị về áo đệm vừa mà không gọng chưa? Áo đệm vừa mà không gọng, mà áo đệm vừa mà không gọng. Em Hiền có con áo đúc nó rất là đẹp luôn. Mình inbox mà chưa ai trả lời, mình có thể chốt đơn trên live cho em Hiền để được trả lời nhanh nhất nha bác nhá. Các bác vui lòng mình chốt đơn trên live cho em Hiền đi ạ. Inbox nhà em Hiền trả lời lâu lắm. Cái này comment hệ em Hiền là V1 và để lại số điện thoại cho em. 290k cho một set. Em Hiền lên quần trước. Ngày nay em còn một ít quần này, em Hiền xả nốt cho các chị. Thôi đừng tang vào. Tôi xin thôi ông. Không, đừng tang vớ vẩn vào, để cho tôi tập trung tôi bán hàng. Quả áo nào dành cho ngực nhỏ mà xa không người đẹp, đợi em một tí xíu đi, đợi em một tí xíu đi ạ. Em Hiền đang còn chỉ có thôi, chị xin em, chị lấy em. Em đang còn một cái con quần này. Dạ vâng, ok chị nhá.
Đó, các chị ơi, em hiện đang còn một cái set này. Em hiện đang còn mấy cái set này các chị ạ. Inbox chốt xong rồi không xác nhận em inbox inbox trong xong rồi chốt đơn mà không có xác nhận hả? Chắc là các bạn ý chưa đến trả lời đến đơn hàng của mình thôi. Ngày mai nhân viên nhà em các bạn sẽ check tiếp nha các bác nhá. Cảm ơn các bạn. Để các chị mua nha. Thank you chị. Các chị ơi, em hiện đang còn một set này, không phải 10 set, tầm 10 set. Cái set này em hiện đang bán là 130.000 cho 3 quần. Nghĩa là nó sẽ rơi vào khoảng 43.000 một cái. Em hiện sản nốt cho các chị là 101 cho 3 quần này. Cái quần này nó là kiểu quần kháng khuẩn đấy cả nhà. Nó có không, nó không phải tất cả quần đều là quần kháng khuẩn, mà cái lớp lót cốt tông của nó là lớp lót kháng khuẩn, nó rất là đẹp luôn. Em hiện đang bán là 130.000 cho một set. Một set của nó sẽ là 3 quần, một cái màu kem, một cái màu nâu nâu này và một cái màu xanh như thế này. Comment hãy em hiện là Q10 và để lại số điện thoại. Quần này em hiện sale các chị còn 110.000 cho 3 quần, tính ra nó chỉ rơi vào khoảng 33.000 một cái thôi. Lúc đầu tiên là nó rơi vào khoảng 43.000 đúng không các bác? 43.000, bây giờ sale còn có 33.000 một cái thôi, rất là đẹp nha các bác nhá. Comment hãy em là Q10. Còn đâu đó không đến chục set đâu các chị ạ, nó rất là đẹp. Quần lót này thì nó là kiểu lớp lót của con quần này nó là lớp lót kháng khuẩn nên là nó rất là mềm và rất là mát nha. Comment hỏi em Hiền nó sẽ là mã Q10 và để lại số điện thoại. Đừng thấy tao Hiền mà bắt nạt tao nha, tao mách chồng tao đó. Q10 và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ. 130.000 cho một set sẽ là 3 quần, bây giờ sale còn 101 thôi, nó rất là rẻ nhá. Em Hiền còn đúng 10 set và cái loại này không về hàng nữa. Chị nào có cân nặng khoảng từ 45 cân cho đến 60 62 cân là sẽ mặc vừa, cái chất này siêu đẹp luôn, mềm và rất là mát nhá. Bộ ngủ à, bộ ngủ em còn còn sót, hôm nay bị hoàn về mất hai bộ cuối cùng. Đó là còn còn có hai bộ thôi. Đợi xíu em Hiền giơ các chị xem ạ. Comment hãy em Hiền là mã Q10 và để lại số điện thoại cho em Hiền. Em sale các chị 67 cân thì không có vừa rồi. Có loại nào mặc ôm mông hết mông không bạn? Ôm mông hết mông chị thích ren hay là thích trơn ạ? Q10 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. 101 cho 3 quần. Chất này, quần này là quần kháng khuẩn đấy các bác. Siêu siêu đẹp luôn. Q10 và để lại số điện thoại cho em. Comment hãy em Hiền là Q10 nhé chị Hiền Phương nhé. Đừng comment là cho chị một set, không biết mai không biết là lấy cái gì á. Ok chị ạ, thả tim để em Hiền qua mã khác. Một set của nó sẽ là nó sẽ nằm ở trong một cái túi như thế này, trơn hả, quần trơn mà ôm mông à, quần trơn mà ôm mông. Em Hiền đang còn cái set này, nó là vừa cạp cao này, nó có nâng mông một tí này, có ghen bụng một tí này, 55 cân vừa ấy chị yêu nhá. Em nhắn tin đặt hàng mà không hết trả lời chị đẹp ơi, tin nhắn của nhà em Hiền chốt đơn mà tin nhắn của nhà em Hiền phải trả lời phần tầm 3-4 ngày thì có mới có người trả lời được đến đơn hàng của mình. Thế nên là mình đặt hàng mình chốt đơn trên live giúp em Hiền được không ạ? Mình đừng chốt đơn ở inbox nha các bác nha, em năn nỉ các bác ạ. Cái này comment hãy em Hiền nó sẽ là mã Q33 và để lại số điện thoại này. Con quần này nó là chất đúc và cạp nó là cạp cao. Cái dòng này nó là cái dòng mà không có đường may ấy, nên là mặc cái loại này nó rất là ôm bụng. Và cái dòng này thì mặc lên nó sẽ ôm bụng một tí xíu này, ghen bụng một tí xíu này, và nó có cái độ đẩy mông nhẹ. Chất liệu của nó rất là mềm nên là bác nào muốn ôm hết vòng mông cạp cao thì các bác lấy sang cái mã này giúp em. Cái này comment hãy em là Q33 và để lại số điện thoại. Quần này em thì đang có là size M, size L, XL là 40 cân cho đến 70, à đâu em xin lỗi, 40 cân cho đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa được con quần này. Comment hãy em thì là Q33 và để lại số điện thoại cho em. 175.000 năm quần thôi, tính ra nó chỉ có rơi vào có 35.000 một cái, bao rẻ bao đẹp luôn các bác. Đây con này rất rất là ôm bụng này. Q33 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. Mã là Q33 cho em. 175.000 năm quần, bao rẻ bao đẹp luôn á. Mình mua lén tặng vợ. Thôi bình tĩnh nha, đừng có trêu người ta nha, đừng thấy người ta hiền mà bắt nạt nha. Áo em thì đang mặc là còn size nha bác nhá. Cái này là mã của nó là V1 và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ. 290k cho một set nha bác nhá. Em Hiền có màu hồng là một này, có màu xanh là hai này, có màu đen và cả màu trắng nữa. Cái này là đệm dày 3 phân và nâng đẩy nhiều dành cho các chị ngực bé đấy. Mà cái dòng này nó rất là sexy luôn và bao đẹp luôn á. Ok, con vừa rồi là Q33 nhá. Quần đấy là nó vừa ghen bụng này, nó không có đường may này, mặc lên nó rất là ôm bụng. Và nó có cái phần mông ở đằng sau, nó sẽ đẩy mông một tí xíu nhá. Bán cả set 5 quần cơ à? Dạ vâng, đúng rồi. Cả set của nó sẽ là 5 quần nha. Ok chưa? Mã là Q33 và để lại số điện thoại. Và quan trọng là quần này nó có size. Em có thể comment của chị nhá, chị nhá. Cái gì nhở? Các bác ơi mình đừng đặt đơn ở inbox được không ạ? Tại vì inbox nhà em Hiền bị quá tải nhá. Comment nãy giờ mà không thấy à. Họa Mi comment lại đi, bây giờ em đọc được comment của Họa Mi này. Bây giờ mới đọc được đây này. Nãy giờ nó nhiều comment quá, cái trả lời nó không có hết. Không kịp trả lời nó đã nhảy lên rồi. Chả để comment đâu cả. Q33 và để lại số điện thoại giúp em. Áo của em hiện đang mặc ở đây là V1 nha các bác nhá. 200 290k cho một set thôi. Em cho các chị xem sau lưng đấy.
V1 và để lại số điện thoại giúp em. Lên mấy mẫu mà có gọng mút tầm 2 phân, chị đợi em một tí xíu nhá. Em sẽ lên cho chị nào vừa hỏi em là có áo nào mỏng mỏng mà không có gọng không. V1 và V22 mẫu nào nâng ngực đẹp hơn tại ngực em nhỏ. Hai con này đệm nó như nhau á, chẳng qua là chị thích cái dáng này hay là dáng kia thôi. Chị đọc được comment của em không? Vân Hà, em có đọc được nhá. Mình chỉ cần comment mã đơn hàng và để lại số điện thoại là em hình lên đơn nhá. Chứ nhà em thì không có đọc tên chốt đơn. Em có nhìn thấy comment của Họa Mi đó. Chị lấy hai size được không? Dạ được. À không ạ, phải lấy thêm một size thôi. Người đẹp ơi, không tính hai size như vậy được đâu. Nó lại lẻ hàng của em ra. Mình lấy hai set đi chị, nó rẻ lắm. Tính ra là có 35.000 một con quần thôi. Cái mã này là V1 đây này. Em sẽ lên cho các chị một em áo đúc mà nó không có gọng, mà đệm nó hai phân, mặc nó không hề bừa đâu. Cái dòng đấy thực ra là mỏng như lại nâng đẩy và tạo khe siêu đỉnh luôn á. Mã áo đúc của nhà em Hiền nhá. Đợi em một tí xíu em đi tìm áo đúc nha. Con áo thần thánh rất là mềm và mát, kéo này thì em sẽ bán nốt trong đợt này, em sẽ bán nốt và em sẽ không về hàng mã này nữa. Tại vì bán con áo này nó không có lãi các chị ơi. Ánh Tuyết ơi, mình muốn hỏi gì ạ? Nếu mà muốn xử lý đơn hàng này, mình gọi vào số xử lý đơn hàng giúp em. Còn nếu như mình muốn chốt đơn, mình chốt đơn trên live giúp em, sẽ được chốt đơn nhanh nhất nhá. Đừng có chốt đơn ở inbox các bác ơi, inbox nhà em Hiền gọi là nặn mãi mới ra được cái tin nhắn đó. Tại vì là tin nhắn nhà em bị quá tải bác ơi. Hôm nay có lên set không? Chị muốn lên set gì? À mấy cái set thể thao thì là hết rồi các bác. Mấy cái set thể thao thì hết hàng rồi. Đây em lên các chị con áo này. Rất là đẹp luôn. Cái này comment hãy em Hiền là áo đúc và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. Áo đúc cho em. Áo này là đệm của nó là có 2 phân thôi. Nhưng cái dòng này là mỏng. Mỏng, nâng đẩy. Nghĩa là cái độ nâng đẩy của nó vừa phải nhưng mà nó sẽ tạo khe. Áo này nó có mút ý, nó sẽ đẩy ngực từ hai bên này lên cái khe ngực của mình nó rất là nhiều. Nên là có rất là nhiều chị làm ngực rồi, hay là mình có ngực, hay là ngực của mình nó bị bè, hay là khe ngực của mình nó hơi bị chảy xệ tí xíu, thì mặc áo này nhá, nó vừa mềm vừa mát vì nó không có gọng và nó không phải là dòng gen ý, nó là dòng đúc ấy các chị. Mặc nó rất là mát luôn á, và con áo này siêu tạo khe. Comment hỏi em Hiền là áo đúc và để lại số điện thoại. Áo này em Hiền đang sale là có 159k một áo. Em đảm bảo luôn các chị không mua ở đâu, cả một cái Facebook này, cả Shopee luôn. Em chấp luôn cả Shopee cũng không bao giờ. Chốt V1 từ hôm kia mà không ai gọi chốt là sao? Có gọi nhưng mà mình không có nghe máy. Hôm nay mình comment lại V1 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhé. Tại vì nhân viên nhà em là các bạn ấy gọi hết rồi. Các bạn ấy không trường số nào đâu. Nhưng mà gọi điện mình không nghe máy thôi. Chứ không phải là không chốt đâu bác ạ. Là đệm giày ấy, chị Đặng Tuyết Trần ơi. Nó là mã V1 nhá, 290k cho một set. Shop có quần lót mới về chưa? Quần lót mới về thì chưa có. Chỉ có mấy mã quần cũ thôi. Người đẹp ơi, mấy hôm nữa sẽ về hàng nhá. Cái này comment hãy em là áo đúc và để lại số điện thoại này. Chị nào thích mềm, thích mát, thích kiểu như thoải mái đó, mà muốn ôm form tạo khe thì lấy sang áo này giúp em. 159k một áo thôi. Ok chưa? Em Hiền đang có 3 màu nha các bác nhá. Riêng cái màu kem size 36 thì đang bị hết hàng. Em Hiền có những cái màu như thế này. Màu kem là 1, màu nâu là 2 và màu đen là 3. Comment hãy em Hiền là áo đúc và để lại số điện thoại. Con V1 là cái con đầu lai bác, 159k một áo. Cái dòng này thì mình vẫn có thể mặc quây được. Nếu như bác nào muốn mặc quây, ngực bé bé muốn mặc quây thì vẫn có thể mặc được cái này cho em Hiền nhá. Comment thì em là áo đúc và để lại số điện thoại. Set áo nay chị đăng 2 giây ấy, lên set ấy đi được không? Dạ được, đợi em xíu nhá. V1 là cái mẫu đầu lai em vừa mới mặc xong ấy, là cái con màu xanh em vừa mới cởi xong đó chị. 290k một set. Còn cái này của em thì là áo đúc và để lại số điện thoại giúp em. 159k cho một áo 34, 36 và 38. Hiện tại em thì đang có 3 màu như thế này. Em đảm bảo luôn mà con này nó rất là mềm và rất là mát. Và con này là siêu tạo khe luôn. Mặc sẽ không bao giờ bị bửa quả nha các chị yêu nhá. Comment thì em là áo đúc và để lại số điện thoại 34, 36 và 38, 159k một áo. Đây là cái giá mà em thì sale cực kỳ rẻ luôn. Mọi người tranh thủ chốt nhá. Ôi đợt này làm sao ấy, có mấy anh vô duyên dã man. Mình dùng mạng Facebook ấy, mình vào xem like người ta. Ví dụ như mình thấy ngực người ta đẹp quá, vào xem like thì thôi, cứ bình tĩnh mà kiểu hưởng thụ đi, cứ bình tĩnh mà xem đi. Không các bác ạ, người ta xem like mình xem mình xong á, xong rồi là comment những cái lời mà rất là gọi là rất là vô duyên thì thôi mình cũng bỏ qua đi. Tại vì là giống như kiểu là người ta tự do ngôn luận mà, người ta thích nói gì thì mặc kệ người ta đi. Mình không thèm gọi là đôi co với người ta nữa, nhưng mà vô duyên dã man nhá. Còn comment đặt hàng cơ, đặt hàng như đúng rồi. Đặt hàng xong gọi điện nói không anh không lấy, đặt hàng xong thế này thì kiểu làm phiền người ta ấy. Eo ơi, sống tích đức một tí xíu đi các anh ơi. Trời ơi mệt mỏi lắm. Cả ngày hôm nay gọi là bao nhiêu người chốt đơn của con nam, con trai chốt đơn cơ. Bình thường mà các anh chốt đơn nhé em tư vấn nhiệt tình cơ, cũng đâu đó thì cũng có vài anh gọi là mua quà tặng cho vợ, mua quà tặng cho người yêu này đúng. Nhưng vào các anh ấy nhiều anh không, anh comment như thế thôi à? Anh thích anh comment đi à? Eo ơi, sao anh rảnh vậy? Anh ăn cái giống gì mà anh rảnh vậy hả anh? Vô duyên dã man ý.
Áo đúc và để lại số điện thoại 159k. Áo đúc này ngực lép mặc được không? Ngực lép mặc được nhưng mà nó không có nâng đẩy nhiều. Con này mặc nó rất là mềm và mát, nó tạo khe sinh nhá. Áo này đệm mỏng. Áo này đệm rất là mỏng thôi các chị, nó tầm 2 phân thôi. Quan trọng là nó mềm, nó mát và nó tạo khe. Nên là chị nào mà ý là khe dục của mình nó xa thì các chị nên lấy. Các chị thích kiểu gu gu mềm mềm mát mát thì các chị lấy được áo này sẽ em Hiền nhá. Tí lên quần chip ok. Đặt hàng hôm trước nhắn tin mà không thấy trả lời. Mình ơi, người đẹp ơi. Ôi em bốc. Em block hoài mà nó có hết đâu chị. Nó đẻ ở đâu ra mà nó lắm cái thành phần chán chết như thế. Vô duyên với các trưởng ấy chị ạ. Ôi thực ra là mình ăn mặc hở hang này, người ta vào comment là chuyện bình thường thôi, mình làm sao mà mình tránh được. Mình cứ thử ăn mặc tử tế xem có ai dám chê mình không, nhưng mà vô duyên lắm, đến mức độ mà vào comment chốt đơn cơ chị. Không thể nghe, có chuyển khoản đơn của em hôm qua, check lại giúp. Dạ vâng, ok chị yêu nhá. Để ngày mai các bạn sẽ trả lời lại đơn hàng của mình ạ. Các chị ơi, nếu mà bác nào mà ngày hôm qua kia mà nhân viên em gọi điện cho mình không có nghe máy, hoặc là các bạn ấy chưa gọi ấy, thì chứng tỏ là thực ra là các bạn ấy có gọi hết rồi nhưng mà mình không nghe máy thôi. Thì mình để lại số điện thoại lại trên này để các bạn ấy sẽ gọi lại vào ngày mai cho mình nhá. Hoặc là các chị để trong tin nhắn giúp em. Các bạn ấy có nhắn tin cho mình đấy. Em Hiền lên các chị con này nữa. Chị ơi, V5 còn không, xe 36, V5 bây giờ hết hàng rồi, cái đẹp ơi, cái mã sale hết hàng rồi. Em có con của gen này xinh lắm. Hôm nay em phải đi kiểm kho các chị. Em không thể nào tin tưởng con bé kho nhà em được. Hôm nay em đi kiểm kho, em thấy có cái set này, em còn 15 set này rất là đẹp luôn. Quần gen xinh dã man á. À bây giờ kệ biết sao nhưng mà nó cứ vào nó chốt đơn đấy các chị. Nó vào chốt đơn thì nhân viên phải gọi thôi, có số nhân viên phải gọi thôi. Chốt đơn vô duyên lắm. Cái này comment em Hiền nó sẽ là Q36, cái gì nó cũng vừa phải, cái tem tém thôi. Cái gì vô duyên thì vô duyên quá, vô duyên hết phần người khác vậy đó. Cái này comment thì em Hiền là Q36 và để lại số điện thoại cho em, một con quần gen nhá. Cạp của nó vừa phải, nó gần đến rốn ấy, nó rất là đẹp mà cực kỳ ôm mông ôm ấy luôn á. Hôm nay shop gọi điện chốt đơn, mình có nghe máy không ạ? Mình có chốt đơn không ạ? C7 còn không, C7 em còn 34 36 rồi, hết 38 thôi ạ. Quần gen này đẹp lắm các chị yêu này, đây là con quần gen cao cấp nhá. Quần này trước em Hiền bán là 48.000 một quần. Em còn có một ít thôi, em Hiền sale các chị con quần này còn có 175.000 năm quần. Nghĩa là nó chỉ có 35.000 một cái thôi. Chị nào có cân nặng dưới 60 cân là mình sẽ mặc vừa nhá. Comment cho em Hiền là Q36 và để lại số điện thoại giúp em. Quần này em Hiền đang sale chỉ còn có giá là 175.000 năm quần. Q36 và để lại số điện thoại cho em, 175.000 năm quần. Màu đẹp, màu nó rất là dễ thương luôn, gen mềm, gen siêu đẹp luôn, gen này mặc người em cho hoàn hàng về. Q36 và để lại số điện thoại, đệm vừa mà bản to cho mẹ bỉm sữa đi. Đệm vừa bản to, chị đợi em một tí xíu nhá. Q36 và để lại số điện thoại, 175.000 cho 5 quần. Q36 và để lại số điện thoại cho em. Cực kỳ xinh luôn, áo này ngực nhỏ mặc ok không ạ? Ngực nhỏ mặc được, nhưng mà nó không quá là nâng đẩy nhiều, nó chỉ tạo khe thôi. Cái này comment này em là Q36 và để lại số điện thoại gen rất là đẹp nha các chị yêu nhá. Q36 và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ, 175.000 năm quần. À cái bộ ngủ em còn có 2 bộ thôi. Em đang xả có 139k, em còn 2 bộ thôi. Thực ra em không có định lên, định em up ảnh ấy, nhưng mà thôi lại các chị hỏi nhiều em lại lên đó các chị. Em còn có 2 bộ ngủ. Em định để lại một bộ này em mặc ấy chứ. Em định để lại em mặc nốt ấy chứ. Cái bộ này đẹp lắm. Em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Đây em còn 2 bộ, một bộ cam, một bộ xanh. Cái bộ ngủ này em Hiền bán là 360, em xả vào 139k, tại vì em còn ế đúng 2 bộ. Bác nào lấy thì comment này em là bộ ngủ và để lại số điện thoại, một bộ xanh và bộ cam. Cho các bác chọn luôn, tại vì nó chỉ còn có 2 bộ thôi à. Đấy, màu rất là đẹp, thì ra em định để lại nốt 2 bộ này để mặc. Nhưng hôm nay mọi người hỏi nhiều quá lại lên, mà không bán được thì để lại mặc thật. Thật ra là cái bộ màu xanh này em cũng đã lấy mặc rồi. Đó, cái bộ này thì khoảng dưới 50 cân là các chị mặc vừa, 50-53 cân là mặc lên rất là xinh. Em còn một bộ màu xanh và một bộ màu cam là hết hàng đó. Cái này là bộ ngủ và để lại số điện thoại cho em. Bộ này là bộ màu xanh và còn một bộ màu cam nữa thôi. 139k, bán lỗ quá trời lỗ luôn các bác ạ. Bộ ngủ, hai bộ này là size S, rất là xinh. Đó, chỉ còn có hai bộ thôi à. Hết hàng rồi, ngực nhỏ, bè bè mặc được không à? Ngực nhỏ cái này mặc được mà chị. Nói chung là mặc được, nó rất là mềm thôi ạ. Còn nếu như bác mà muốn lên hàng nâng đẩy hơn một tí xíu thì bác đợi em một tí xíu nhá. Cái này là bộ ngủ còn đúng 2 bộ thôi các bác nha. 2 bộ 139k một bộ, yêu cầu bác nào lấy thì phải chuyển khoản. Không ship code, cho dù là khách quen khách tiếp cơ nào cũng không ship code, tại vì bị hoàn vé mất 2 bộ đó. Nên sẽ yêu cầu là chuyển khoản nha. 139k một bộ. Rồi mẫu tiếp theo này. Quần này siêu đẹp luôn. Comment hẹn mình là Q62 và để lại số là đơn hàng Vĩnh Phúc sao không nhận được. Chơi chị đặt hàng từ hôm nào đấy ạ? Khoảng 2 đến 3 ngày mình sẽ nhận được hàng thôi đấy ạ. Rồi cái này comment hỏi em Hiền nó sẽ là mã Q62.
Em thề các chị luôn là đây là con quần mà em cực kỳ thích cái chất liệu vải này này. Em rất là thích cái chất liệu vải này, mặc dù là có rất là nhiều cái bộ mà kiểu như là ren thì mình cũng cực kỳ thích rồi, nhưng mà để mà mặc mềm và thoải mái kiểu như là mặc như không mặc, và đối với thời tiết mùa hè là chân nái nhất, thì em sẽ rất là ưu tiên những cái loại quần chất vải như thế này. Cái loại này thì mặc nó không sexy lắm đâu nhưng mà thích lắm. Q62 mặc mặc mát thích lắm, đúng rồi. Trời ơi chị đúng gu với em ấy, em thích cái loại này lắm. Mặc siêu mềm luôn. Cái này comment cho em là Q62 và để lại số điện thoại cho em. Quần này em sale cho các chị còn có 175.000 năm quần thôi. Quần này em thì đang mặc không bán nhá. 175.000 năm quần Q62 và để lại số điện thoại cho em. Các chị có thể ngắm màu màu của em thì nhá. Quần này là em thì sẽ bán cho các bác là một set sẽ là 5 màu như 5 màu em hiện đang cầm ở đây. Q62, bác nào có cân nặng từ 45 cân là đến 65 cân là các chị mặc vừa. Chất liệu của nó là hàng thun lạnh ý cả nhà. Rất là mềm và co giãn, mặc siêu mướt luôn. Cái loại này thì nó sẽ không bị bay, không bị xù vải. Q62 và để lại số điện thoại. Đấy em bảo rồi, em không muốn lên bộ ngủ đâu. Nhưng mà tại vì lên thì người này được chốt, người kia không được chốt. Dạ vâng ok, để em lục giao đơn hàng nhé, không hiểu sao á. Cái này comment của em thì nó là Q62 và để lại số điện thoại. 175.000 cho 5 quần. 175.000 5 quần. Em hiền qua mã nhá. Lên áo nửa quả nâng kiểu đẹp đẹp dành cho người ngực nhỏ đi. Nửa quả nâng kiểu đẹp đẹp hả? Nửa quả nâng kiểu đẹp đẹp. Em có áo này có được gọi là nửa quả không? Cái con này này, cái con này có được gọi là nửa quả không bác? Sang xịn mịn luôn, con này có được gọi là nửa quả không? Dáng này nó rất là đẹp. Q62 và để lại số điện thoại cho em hiền nhá. 175.000 năm quần ạ. Em hiền qua mã. Quần này mềm lắm các chị ơi. À quần ghen người đẹp đợi em một tí xíu nhá, là em sẽ lên quần ghen cho người đẹp ngắm nha. Đấy. À lên cái set em thì mới đăng ạ. Ok sau con này sẽ lên ạ. Hàng em đến giờ chưa nhận được hàng. Dạ vâng ok chị. Các bác ơi do tình hình là do dịch ấy, nên là đơn hàng nó sẽ giao hơi chậm một tí xíu. Thì mình thông cảm, mình đợi hàng với em hiền nhá. Con này có được gọi là nửa quả không? Con này đẹp lắm, mẫu này là mẫu mới của nhà em đó. Cái này comment của em là V22 này. Con này có độ nâng đẩy rất là xinh luôn. Và ngực bé mặc hoàn toàn đẹp, cực kỳ xinh luôn á. Cái này comment của em thì là V22 nhé. Em còn màu đỏ, màu trắng và màu đen. 290k cho một set thôi. Rất là xinh luôn các chị. Đệm con này là đệm dày 3 phân và nâng đẩy nhiều. Ngọc Diệu chưa nhận được hàng ấy hả? Rồi ok các bác cứ comment ra là mọi người ngày mai các chị gọi vào số xử lý đơn hàng giúp em. Là comment lên thì sẽ có người giải quyết đơn hàng ngay cho mình đó. Cái này comment của em thì là dạ không ạ, nhà em không like ở đâu cả, chỉ like trên fanpage thôi. Hôm trước đặt mã này màu đỏ mà không thấy ai gọi điện bạn. Mình đặt lại cho em hiền được không ạ? Các chị ơi, nhân viên nhà em có gọi đó, hoặc là các chị để sai số điện thoại, hoặc là gọi hoài các chị không có nghe máy thôi. Chứ các bạn ấy có gọi đó cả nhà. Cái này comment này em thì là V22 nhá, người đẹp comment lại giúp em đi để em lên đơn lại cho mình này. Đệm em này là 3 phân và cực kỳ nâng đẩy luôn. Nên là chị nào ngực bé hoàn toàn lấy mẫu này rất là đẹp nhé. Và áo này nó có độ khoét rất là sâu luôn. Cái này cũng thuộc dạng là nửa quả đấy ạ. Em có màu đỏ là 1, màu đen là 2 và màu trắng là 3. V22 và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ. 290k cho một set 34, 36 và 38. Em Hiền lên bảng màu các chị yêu nhá. Em có 3 màu rất là đẹp. Còn 3 màu thôi. Áo nào dành cho ngực nhỏ mà mặc mới mùa hè à? Ngực nhỏ mặc với mùa hè đợi em một tí xíu nhá. Comment em thì là V22 và để lại số điện thoại đây. Các chị ơi cái quần nó đẹp lắm các chị. Đó quần nó xinh lắm. Gọi lại không nghe máy ý. Có nghĩa là các chị gọi cho bên em gọi cho các chị không nghe máy, nhưng các chị gọi lại cho bên em thì khó được lắm các chị. Tại vì các bạn nhân viên nhà em, các bạn ấy sẽ sau khi mà gọi cho mình không được xong là các bạn ấy sẽ gọi cho số khác. Thì là các chị mà gọi lại thì nó sẽ rơi vào tình trạng là máy bận hoặc là kiểu thuê bao kiểu dạng như vậy, nên là mình không có tìm thấy nhau. Thế nên là bác nào mà bị lỡ cuộc gọi nhà em, hoặc là trong một ngày mà không thấy bên em gọi lại, thì lần sau mình lên like, hoặc là mình có thể chủ động inbox giúp em, hoặc là mình lên like mình chốt lại đơn giúp em. Mình comment lại cái mã, hoặc là mình chỉ cần để lại số điện thoại lại một lần nữa thôi, là ngày mai các bạn sẽ tự động gọi lại cho mình nhá. Hoặc là các chị cần comment là chốt đơn và để lại số điện thoại thôi, là các bạn sẽ tự động gọi lại cho mình. Cái này comment của em thì là V22, có loại bra mà không mút không gọng không xốp. Bra mà không mút không gọng thì nhà em Hiền không có. Đợt này em Hiền không có về được bra xinh các bác, toàn mấy mã bra cũ thôi. Thì em hẹn các chị vào đợt sau nhá. V22, 34, 36 và 38 ạ, 290k thôi. Đệm em này là đệm dày 3 phân và nâng đẩy nhiều. Đúng rồi, các chị gọi lại không bao giờ được. Tại vì nếu như các chị gọi lại được thì chứng tỏ là nhà em hết việc rồi, nhân viên hết việc rồi, các bạn ấy ngồi chơi mình mới gọi lại được. Tại vì là sau khi gọi cho mình không được xong là bạn sẽ phải đi gọi những cuộc gọi khác, gọi cho những khách hàng khác các bác. Thế nên là luôn luôn trong tình trạng là thuê bao, hoặc là tình trạng là gọi là bị máy bận đó các bác. Comment em thì là V22 nhé chị yêu nhé. 290k cho một set này. Lên áo nào đây em thì lên cái con áo mà 2 dây nhé. Lên con áo 2 dây mà hôm nay em up bài đúng không ạ? Đây em lên cho chị xem.
áo 2 dây hôm nay em mặc bài đây, chứ còn cái màu da đâu rồi, tao không thấy cái màu da đâu cả. Không thấy cái màu da đâu cả. Thôi em mặc tạm cái màu trắng nhá. Cái này thì có cái thì sẽ là 2 dây. Bra có mút cũng được. Chị ơi, đợt này bra em nói thật luôn, không phải là em Hiền không muốn bán, mà đợt này bra em Hiền chưa có về mã mới, toàn là mấy mã cũ cũ thôi nên em cũng lười lên quá. Đợi hôm nào mà về mã đợi hôm nào mà về hàng nhá, em về được bra mới vài hôm nữa thôi, các chị chờ đợi em vài hôm nữa thôi là em sẽ về hàng nhá, thì em sẽ show cho các chị nha. Đây cái con mà hôm nay em up ảnh đây. Nó các chị mặc 2 dây cũng được mà mặc 1 dây cũng được. Em hiện đang mặc ở đây là mặc 1 dây nhá. Cái mẫu này này. Cái này comment thì em hiện là S10 và để lại số điện thoại cho em. Bra đợt này em hiện đang hết hàng các bác. Bra của lót đợt này hết hàng nhiều lắm, em chỉ còn vài mẫu áo lót xinh xinh thôi ạ. Em này comment thì em hiện là S10 và để lại số điện thoại này. Cái dòng này là mút mỏng. Mút mỏng và nó sẽ là có gọng nhá. Để bác nào mà làm ngực có ngực mình mặc cái loại này sẽ rất là xinh này. Hay là mình chỉ cần muốn đệm mỏng thôi, không cần nâng đẩy nhiều, thì các bác chốt cho em Hiền mã này là S10. Có màu da là một, hôm nay em áp ảnh màu da màu trắng đúng không ạ? Màu da màu hồng màu trắng đúng không ạ? Em có màu da màu hồng màu trắng màu đỏ và màu màu gì nữa nhở? Nhiều màu lắm. Cả quần và áo ạ. 280k cho một set, mã của nó là S10. Áo này của em thì là có gọng nha các bác nhá. Gọng của nó là gọng cứng đấy, nhưng mà cái gọng nó rất là nhỏ, mảnh lắm ạ. Mình mặc giống như kiểu gọng nó siêu mềm luôn á. S10 và để lại số điện thoại, em cho các chị xem cái mút bên trong. Cái con này thì bác nào ngực sệ các chị vẫn có thể chốt được cho em. Miễn là nó cái dòng này nó không phải là dòng nâng đầy thôi, nó là dòng sexy. Cái mút nó chỉ như này thôi. Mã này của em thì là S10 và để lại số điện thoại. 290k cho 280.000 thôi, 280k cho một set. Quần lót 175k. Chi Vũ Linh ơi, mình có nhớ là mã gì không? Có phải là mã Q35 này không ạ? Có phải là mã gen này không ạ? Nếu mà lấy đúng mã này thì comment thì em là Q35 nhé, đừng comment là quần lót. Rất là nhiều mã quần lót em bán một set là 175.000 lắm. Mình comment như vậy là trôi đơn luôn. Nó không có hiển thị đơn luôn. Nghĩa là như vậy ngày mai nhân viên cũng không biết chốt mã nào luôn. Cái này là Q35. Có cái nào dành cho ngực to mà có gọng mà mút mỏng không em? Ngực to có gọng mà mút mỏng chị có thể tham khảo sang mẫu này. Xinh lắm, S10 280k cho một set 34, 36 và 38. Cần gì lấy mẫu nào chị, mẫu này siêu đẹp luôn đó chị. Ngực to mặc được hoàn toàn, mặc thoải mái giúp em. Hoặc là nếu như bác nào mà không thích gọi làm, hoặc là các chị có thể tham khảo sang mã này này. Nó là gọng dẻo thôi, nó không phải là gọng cứng, mặc lên nó cũng khá là mềm. Em thì em rất là tâm đắc cái mã con V9 này của nhà em này. Em thích cái mã này lắm, rất là thích cái mã này, cực kỳ thích luôn. Em sẽ mặc cái màu gọi là màu phong thủy của em. Em cực kỳ thích cái màu vàng này. À, S10 này em có màu trắng là 1 nhá, màu hồng là 2, màu da là 3 và màu đen là 4 ạ. 280k cho một set 34, 36 và 38. Chị mới nhận được B2 rồi, đẹp quá. Ôi em cũng thích B2 đó. V22 có gọng nhá. Ngực nhỏ mặc được, nhưng mà các chị Huyền Trang, ngực nhỏ mặc nó chỉ có sexy thôi, chứ nó không phải là dòng nâng đẩy. Mình phải xác định là những cái mã gọi là hàng S của nhà em ấy, nó là những mã mà mặc lên nó sẽ sexy, chứ nó không có nâng, không có đẩy. Mỏng che đi là được. Đây ạ. Đây này, nó chỉ có nếu như mình muốn nâng đẩy thì nó phải là có mút cơ. Mà cái này của em mút nó mỏng mỏng này. S12 ngực sệ mặc bao đẹp luôn đó chị Nguyễn Nghĩa. Ok ạ, cái này comment này em là V9 này. Em thì em rất là thích những cái loại như thế này. Nhất là nó vừa rẻ, vừa đẹp. Xong rồi là cái mút của nó khá là mềm và cái gọng nó là gọng dẻo. Thứ hai nữa là cái bản sau áo của nó là bản đúc. Mặc những cái bản này thì mình mùa hè cho em thì em đảm bảo luôn là bác nào mà đã mặc cái loại này là nghiện luôn, là mình không muốn thay sang cái hàng gen hay không muốn thay sang hàng gọng. Hàng gen thì mình mặc những lúc mà sexy, những lúc mà kiểu tranh xả, hay là mình mặc vào cái thời tiết mùa đông. Chứ còn mà đa số mùa hè là khách nhà em là chuyển sang cái dòng này hết. Có bán một set 10 quần lót không em? Không biết trả lời làm sao đây này. Cái này comment của em thì nó sẽ là mã V9 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. Nên chị loại ngực nhỏ mà nâng đẩy được em một tí xíu ạ. Cái này comment thì em thì là V9 và để lại số điện thoại cho em. Cái dòng này của em Hiền nhá, nó có mút tầm 2 phân. Cái mút này mỏng thôi, không quá dày đâu ạ. Nên là nó cũng khá là ôm ngực. Và quan trọng là cái bản sau áo của nó là bản đúc. Bản đúc này nó rất là mát. Các chị mặc loại này nó rất là nhẹ và nó không bị khó chịu. Có ra mồ hôi đi chăng nữa thì nó cũng không bị vướng ấy. Áo trắng vừa rồi là S10 nhá chị Hải Yến, 280k. Cái này comment thì em thì là V9 và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ. 175k cho một set thôi. Cái quần nó rất là xinh luôn nhá. Em vẫn chưa tìm cái quần ở đâu được. Cái quần để em giơ cái quần cho các chị xem.
Không hiểu, có lúc mà đi soạn hàng thì giờ không thấy quần đâu cả. Cái này comment em mình là V9 và để lại số điện thoại 200... Ở đâu? Em xin lỗi, 175k cho một set thôi. Có 175.000 thôi. Các chị xem mút của em Hiền nhá. Cái gọng nó là gọng dẻo. Lên quần ghen bụng người đẹp đợi em một tí xíu đi. Em sẽ mặc quần ghen bụng cho người đẹp xem nhá. Gọng dẻo, mút rất là mềm. Cái gen này của em thì nó là gen hoa trà nhá. Gen này sang lắm. Em có màu vàng này, có màu đen này, có màu xanh này và có màu hồng này. V9 và để lại số điện thoại. Bản áo đây là mềm mát, nâng đẩy nhẹ nhàng, rất là hợp với cái thời tiết mùa hè luôn. V22 ngực nhỏ mà có nâng đẩy không, V22 và cái con S, con V1 em lên đầu lái là rất là nâng đẩy luôn. Con V22 là đệm những 3 phân, nó còn đệm dày hơn cả con này. Con này xinh lắm. Chưa đặt hàng lâu rồi mà chưa nhận được hàng, mình để lại số điện thoại để em kiểm tra đơn hàng nhá. Quần em hiện đang mặc không bán ạ. V7, V9 và để lại số điện thoại cho em hiện ạ. 175k cho một set 34, 36 và 38. Nhớ này, dòng này nâng đẩy nhẹ nhàng, mặc mềm, mát, thoải mái. Bác nào mà đang ở nhà hay cho em bé Ti thì có thể mặc cái loại này cũng được. Rất là mềm luôn á. Và sau áo là phối đúc như thế này. Mã của em thì là V7 và để lại số điện thoại em 175k. Có 175.000 thôi à? Bao rẻ, bao đẹp luôn. V7 và để lại số điện thoại giúp em. Rồi, mẫu tiếp theo. V7, 34, 36 và 38. Lên quần đúng không? Em lên quần ghen nhá. Để mà nó là cái quần ghen bụng mặc về váy body, em sẽ lên loại này trước nhá. Dạ vâng, ok, em thì lên cái loại quần ghen bụng trước nha các bác nhá. Quần này này, cái con quần này thì nó là chất liệu đúc. Hầu như quần ghen nhà em thì em luôn luôn chọn chất liệu đúc để bán. Vì là mấy cái chất liệu ghen ấy em cảm thấy mặc ngứa lắm. Không biết là khi mình mặc vào nó có ghen được nhiều hay không, nhưng mà cái cảm nhận mình gọi là cái da thịt của mình, cái kiểu như là ở nó cái phần nhạy cảm mà mình phải ghen nó dày quá, nó ngứa quá thì em cảm thấy rất là khó chịu. Nên là luôn luôn khi mà em hiện bán quần đúc, em bán quần ghen thì em sẽ luôn luôn chọn là chất liệu đúc trước. Đó, ghen thì nó chỉ có pha ghen một tí xíu thôi, mà ghen nhiều quá thì em sẽ không bán. Vì em thấy là gen mỏng mỏng thì được, nhưng mà gen mà để mặc gen thì em thấy nó không phù hợp. Hầu như những cái mã mà em Hiền đã xem, hay là những cái mã mà em Hiền con vừa rồi là V9 nhá người đẹp nhá, thì nó đều là gen nó khá là cứng. Nên là sự lựa chọn đầu tiên để mà mặc quần gen thì em sẽ chọn là chất liệu đúc. Cái chất liệu này nó rất là dai, mà khi các chị mặc nó sẽ không bị xù hay là không bị bay đâu, vải đâu các chị. Cái loại này em thì đang có hai màu, màu đen và màu kem, các chị có thể xem nhá. Nó rất là dai luôn cả nhà. Và cái độ kiểu như là độ siết eo nó rất là khủng luôn ạ. Cái quần này các chị mặc cái loại này nhá, nó giảm ít nhất cho các chị cũng phải là 4 hoặc là đến 5 cm bụng, tùy theo cái độ gọi là phì nhiêu của các chị. Và con quần này thì nó sẽ là có 4 thanh chống cuộn. Cái thanh này mình mặc nó cặp nó cao, như em Hiền mặc là lên đến tận chân ngực luôn á. Các chị cao hơn thì có thể thấp hơn một tí xíu, nhưng mà mặc cái loại này nó rất là ghen luôn á. Và cặp cao ghen hết bụng trên và bụng dưới, và không bị lộ một tí xíu nào cả, hay là không bị gập hay không bị cuộn. Quần này em Hiền đang bán là 119k em sale, các chị trên like còn có 95.000 một quần. Comment này em Hiền là Q7 và để lại số điện thoại. Em ơi, phải khui ra xem là có đẹp hay không để còn feedback cho người ta chứ. Comment thì em thì là Q7 và để lại số điện thoại giúp em. 95.000 một quần. Em thì có màu đen và có màu kem. Cái quần này thì nó sẽ đánh từ size L, XL và 2XL. Hôm nay có một chị khách hàng gọi điện nói là: em ơi, chị nhận được size XL, nó rộng quá, size này to quá, làm sao chị mặc vừa. Mặc dù là chị chưa mặc, chỉ có 50 cân thôi, mà sao em ship chị cho chị size XL. Em thưa các chị là con quần này nó đánh từ size L trở lên, nên là bác nào 50 cân trở lên là lấy XL là chuẩn xác, không có đánh sai, nhân viên nhà em không có tư vấn sai đâu. Quần này nó đánh từ size L. Đó các bác nha. Comment này em là Q7 và để lại số điện thoại giúp em. Quần này đang sale chỉ còn có giá là 95.000. Em ơi, chị chuyển khoản rồi nhưng mà shipper lại lấy tiền. Ố chị ơi, sao lại thế? Thế mà chị cũng trả tiền cho ship à? Chị phải bảo với ship là chị chuyển khoản rồi để ship gọi về cho nhà em chứ. Mình nhắn tin cho em đi để em kiểm tra lại, nếu mà đúng như vậy nhá thì em sẽ chuyển khoản trả lại tiền cho chị. Trời ơi, buồn đời quá. Chị đặt bao nhiêu đồ mà không gửi đồ cho chị à? Xem tin nhắn nha. Có mà em chưa có kịp check đơn của mình thôi. Chị Liên Nguyễn ơi, sáng ngày mai có nhân viên nhà em sao các bạn sẽ check nha. Dạ vâng, ok chị. Cái này comment thì em thì là Q7 và để lại số điện thoại. Nếu như bác nào mà lỡ mà chuyển khoản cho nhà em rồi ấy, mà ship người ta vẫn giao tiền ấy, nếu như mà các chị mà gọi cho nhà em không được thì các chị cứ thanh toán tiền với ship cũng được, rồi nhắn tin cho em số tài khoản em chuyển khoản lại nhá. Còn nếu không thì bình thường như thế thì mình chỉ cần bảo với ship là đơn này chị đã chuyển khoản rồi, em liên lạc lại với shop để sửa lại tiền đi, là các bạn ship bạn ấy sẽ tự động liên lạc lại và bên em chỉnh lại tiền là xong mà các bác. Cần gì phải chuyển khoản lại đâu. Rồi, đợi em một tí xíu này. Comment thì em là Q7 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhé. 95.000 một quần thôi. Có 95.000 thôi. Quần ghen mà rất là rẻ. Bao rẻ, bao đẹp.
Áo ngực mang áo dài, áo ngực mang áo dài mình thuộc dạng là tim, gọi là tim quả cau hay là tim quả bưởi, mình có thể comment ở đây. Đấy, mình còn lên nhá. Lên quần nâng mông đi, đợt này chưa có quần nâng mông người đẹp ơi. Em có một cái con quần này, con quần này nó thuộc dạng là nó cũng không phải là quần nâng mông mà nó không phải là quần ghen bụng mà nó nâng mông có một tí. Còn là trong người mông mình nó đẩy lên một tí thôi và nó ghen bụng một chút xíu thôi. Cái gì nó cũng một chút thôi. Thì em có tạm trước là các chị xem trước loại này. Còn cái loại quần nâng mông thì em hiện hết hàng, chắc là phải 4 tháng nay thì chưa có về được hàng. Là cái quần này này. Quần này là quần đúc cạp cao này. Đây này, cạp nó rất là cao. Q33, chất liệu là đúc không đường may. Ghen bụng một ít, nâng mông đẩy mông một ít, ôm mông một ít, mỗi thứ nó một tí. Đó. Quần này comment thì em hiện nó sẽ là mã Q33. 175.000 cho 5 quần. Tính ra nó có 35.000 một quần thôi. Đơn của chị 28 mà chưa nhận được hàng. Vâng, ok ạ. Q33 và để lại số điện thoại cho em, 175.000. Có 35.000 một cái thôi. Em có size M, size L, XL thì bác chốt sang cái mã này. Ok Lương Anh, em nhận được đơn hàng của bác, em kiểm tra lại đơn hàng nhá. Áo em thì đang mặc là V9 ạ. À, lên cho người sân bay à? Ôi sân bay thì thả rông đi cho nó mát chị ơi. Không cần phải mặc. Đùa đấy, sân bay thì nhà em hiền nên em khuyên là nên lấy cái áo mà tầm 3 phân ý. 3 phân thôi, độ ôm ôm vừa phải là đẹp, lên áo rời đấy xíu nhá. Cái này comment thì em mình là V9 và để lại số điện thoại giúp em ạ. Q33 vừa rồi nhá, có size MLXL 40 cân cho đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa quần đó giúp em. Nhớ này, nó có ghen bụng một tí này, đẩy mông nâng mông một tí thôi, nó không có nhiều lắm. Và gọi là nó, quan trọng là nó không có đường may, mặc lên nó rất là mềm và rất là mát luôn ạ. Nào sân bay à, sân bay lấy tầm 3 phân thôi nhá. Sân bay mà mặc dày quá nó sẽ bị lộ. Đây, đây em có con này. U cha, con này mà sân bay thì em đảm bảo luôn là sẽ có khe ngực nha. Sẽ có rãnh nha. Nhưng mà nó đang bị hết size rồi các chị. Nó đang bị hết màu luôn rồi, bây giờ biết làm thế nào. Mình cứ lên thôi. Còn hàng này chốt cái nào bị hết thì mình lại đợi hàng giúp em. Khoảng 3 đến 4 ngày nữa là nhà em về sẽ về rất rất nhiều hàng. Thì mình chốt sau của em Hiền nhá. Có set quần chip không vậy? Có set quần chip em có nhiều lắm chị. Đợi em nha. Đây này, em nghĩ là con này sân bay là mặc rất là ok la này. Rất là ổn áp đây này. Đó. Các chị vẫn chốt V22, em nhận đơn V22 rồi nha. Áo quần trong ngực lép để em xíu này. Cái này comment này em là V6 và để lại số điện thoại cho em. Em đảm bảo luôn sân bay cỡ nào thì con này nó sẽ có nhú khe một tí xíu nhá. Mặc đặc biệt là mặc lên nó rất là ôm. Cái dòng này là đệm dày 4 phân và gọng dẻo. Cái quả áo này nó ôm ngực lắm cả nhà. Nên là em có rất là nhiều chị mua những cái quả áo khác nhà em mà về nó hơi bửa hay là cảm giác nó không có cái độ đẩy khe nhiều thì em hay tư vấn sang cái mẫu này. Và các chị biết không, nhà em có hai bé nhân viên. Nghĩa là có nghĩa là khách nào mà hỏi nó mà đúng cái đơn mà nó chốt đơn nha, là khách hỏi là ngực bé mặc cái gì, hay đặc biệt là chị nào là sao shop uy tín thế chứ, mình mua quần bò trả tiền ship hẳn hay mất luôn. Ô không chị ơi, làm sao chị mua hàng của shop khác mình chuyển khoản rồi thế xong là mất luôn theo số điện thoại của shop, không chịu trả hả? Ôi sao mất dậy thế, em phải đòi lại chứ chị. Tư vấn áo đang cầm tay cái áo này em có lên rồi, vào 175.000 chị, con này nó mỏng thôi. Em ơi, 200 mấy chứ có phải là ít đòi gì đâu, 50.000 em phải đòi lại nha. Đây ạ, đệm của nó tầm 2 phân và có gọng nha. C12 em còn hàng đó chị. Thôi con V9 này lên rồi mà. Cái này comment thì em thì là V6 và để lại số điện thoại cho em. Hiện tại em thì đang còn những cái màu như thế này. Có loại quả chéo màu kem kem ghi ghi đỏ. Còn hàng không kiểu chéo kem kem ghi ghi. Từ từ em lót xem nó là con gì nào. Chéo chéo. Ôi quên mã rồi chị có nhớ bao tiền không? Cái này comment thì em thì là V6 và để lại số điện thoại. Hiện tại em còn màu hồng là một này, màu tím và màu đỏ cam thôi. Tại con này em thì đang bị hết hàng. Em sale các chị là 155.000 một áo thôi. Nhớ em Hiền nhá, cái đệm nó rất là mềm. Các chị ạ, nếu chị nào ngực bé, các chị mua áo, cái điều đầu tiên các chị nên mua, các chị nên tham khảo và nên chọn cho em. Thứ nhất là cái mút nó phải thật là mềm. Thứ hai là cái gọng dẻo, các chị mặc những cái loại này nó sẽ không bị đau. Cái mút nó mềm thì nó ôm được vào ngực. Nó sẽ có cái độ nâng đẩy nhẹ nhàng và bản sau áo này. Những cái bản này nó là vải chun chéo hoặc là vải đúc ấy. Thì mình mặc cả ngày trời nó không bị đau, không bị khó chịu và mặc lên nó rất là nhẹ áo. Chứ mặc những cái bản áo ren mà đệm đã rất là dày mà gọng cứng lại ren nhiều ấy, thì em đảm bảo các chị luôn là nó hơi cứng một tí xíu và mình mặc nó sẽ, nếu như là mình mà muốn gu thoải mái thì nó không đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Em là rất là thích cái mẫu này luôn. Em bảo rồi, nhân viên nhà em á,
gặp khách nào là nó tư vấn cực bé là toàn tư vấn cái này, phải đặc biệt là chị nào đến cửa hàng nhà em là nó cứ nhét cái này cho khách mặc, mặc cho bằng được cái thôi, mà hầu như bác nào mặc đều là mua này, đều khen tầm tắc này. Comment này em là V6 và để lại số điện thoại cho em hiện ạ. 155.000 một áo thôi, em còn màu tím, màu hồng và màu đỏ. 155.000 nhá, 34, 36 và 38 ạ. Em phun cái màu gọi là màu gì ta, màu màu hồng cam à. Ôi dồi em không biết. Em còn một lượt di lại nữa, chắc là em phải đi di lại một lần nữa. Đợt này là lên màu ok la rồi đấy. Mặc dù là em vẫn ăn thịt bò bình thường nhá. Mình phun môi xong á, là mình cứ ăn thịt bò thế xong rồi chết mất. Ăn xong rồi mới nhớ, nhưng mà hôm sau lại tiếp tục ăn. Ở phần chun áo có chữ sắt ấy. Phần chun áo có chữ sắt. Phần chun áo nó có chữ sắt. Ôi chị ơi, bây giờ em đang chưa em đang chưa nhớ được nó là mã gì chị Huyền Trang ạ. Để em xem nào. Con đấy chị có nhớ là bao nhiêu tiền không ạ? V6 và để lại số điện thoại cho em hiện ạ. Quần tàng hình chưa có, người đẹp ơi. 155k một áo, đệm giày 4 phân vàn đông đẩy nhiều nhá. V6 cho em. Em còn 3 màu như thế này. Còn 3 màu siêu siêu đẹp luôn. Con áo mà nó có cái chữ đệm giấy hả? À cái con Kevin ấy hả? Phải không? Có phải cái con này không? Con mà sexy xong là dáng thể thao này không? Có phải là con này không bác? Quần tàng hình vài hôm nữa em sẽ về hàng nha chị nha. Quần tàng hình vài hôm nữa sẽ về hàng nha. Em còn cái con quần này khá là đẹp này các chị này. Con quần nào xinh xinh nào. Đây, con này còn 2 set cuối cùng của cuộc đời luôn. Không biết là đến bao giờ mới có ngày về. Cái mã này là Q3 này, rất là đẹp. Còn đúng 2 set không hơn không kém nhá. Đó, cái này comment này em là Q3 và để lại số điện thoại cho em. Quần này em thì đang sale là 100, ở đâu 200.000, 200.000 cho 5 quần. Tính ra nó có 40.000 một quần thôi. Q3 và để lại số điện thoại, gen rất là mềm luôn á. Quần này là 45 cân cho đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa cho em hiền. Bạn à là có C11 đấy hả? Ôi sao chị giỏi vậy hả chị? Rồi đợi em một tí xíu xem hả nhá. C11 hiện tại 36 cũng đang hết hàng rồi. Ok, đến xíu này comment thì em nhìn là mã Q3 và để lại số điện thoại giúp em. 200.000 cho 5 quần. Tính ra là có 40.000 một quần thôi. Em còn có vài set nữa là em nhìn hết hàng. Chắc là có C11 rồi. Có cái chữ sắt sắt rồi. Ôi sao chị giỏi vậy? Ôi đẳng cấp luôn đấy. Ôi chị ơi. Chị ơi chị ơi. Chắc là con này đúng không? Ôi. C2 còn không? C2 em còn nha. Q3 và để lại số điện thoại cho em. Chắc chắn rồi. Chắc là đúng rồi. Q3 đẹp các chị ạ. Đây em lên các chị một siêu phẩm nâng đẩy này. Rất là nâng ngực này. Lọt khe hả chị? Em có cái lọt khe này à? Em có cái lọt khe bling bling. Đây. Đây. Chắc là mã này đúng không? Chắc là mã này đúng không? Đây đúng không ạ? Cái này comment này em thì là C11 nhá. Con này thì đệm nó rất là dày luôn á. Con C11 mặc thích lắm, nhẹ ôm form mà nâng đẩy. Em mua rồi ok lắm, cảm ơn bác rất là nhiều nhá. Em cũng rất là bổ kết cái mã này. Em đặt V6 155k. Đặt 2 áo mà shop giao 3 cái áo, 2 cam và 1 đen. Em vẫn lấy rồi tính ship. Rồi tính em là 185k một áo. Có lộn không chị? Chị thanh toán là bao nhiêu tiền ạ? Chị thanh toán là bao nhiêu tiền ạ? Cái thứ hai nữa là cái con V6 ấy thì nhà em sẽ bán là nếu như các chị mua lẻ áo thì giá của nó sẽ là 155.000 một áo, mà mua cả quần cả áo thì giá của nó sẽ là 185.000. Thì có phải là chị nhận được cả quần và cả áo không ạ? Có phải chị nhận được cả quần cả áo không ạ? Còn nếu như mà mình nhận sai tiền ấy, thì mình có thể là inbox giúp em. Chị để lại số điện thoại trên này hoặc là inbox giúp em để nhân viên nhà em, các bạn ấy sẽ kiểm tra lại. Các bạn sẽ kiểm tra lại tiền vào, các bạn sẽ hoàn tiền lại cho mình nhá. Thông cảm của em Hiền với. Bởi vì là khi mà chốt con V6 đây này, đợt trước là nhà em Hiền còn quần. Nhưng đợt này là em Hiền hết hàng, không có còn cái quần nào cả. Chứ mà mua cả quần cả áo thì giá của nó sẽ là 185.000. Mà mua lẻ áo thì giá có 155.000 thôi. Thì em chỉ sợ là em nghĩ là bác nhận được cả quần và cả áo đó. Thế là tính giá nó thành 185.000 một cái. Nhá người đẹp nhá, chứ các bạn ấy không tính sai đâu. Hoặc là nếu như mà mình nhận được chỉ áo thôi thì mình có thể là inbox lại giúp em để em hoàn lại tiền cho bác nhá. Rồi mẫu tiếp theo các chị đẹp ơi. Cái này comment em là C11 này. Cái này không có quần đâu, cái này chỉ có lẻ áo thôi. Áo em thì đang mặc là có gọng, nhưng mà gọng nó là gọng dẻo nhá. V6 nâng ngực rất là đẹp luôn.
Inbox nhà em chán lắm, chả ai trách gì cả. Thông cảm của em Hiền này, đợt này nhà em Hiền bị hai bạn nhân viên bị Covid các bác. Thế nên là hai bạn ấy nghỉ mất 3 ngày nay rồi, mà hai bạn ấy làm việc rất là nhanh luôn. Mà nghỉ mất rồi thế nên là check inbox nó bị chậm. Cái thứ hai nữa là chính vì thế nên là ngày nào em cũng phải like, để nếu mọi người có gì thì mọi người chốt đơn trên like giúp em. Thì chốt đơn trên like thì ngày mai sẽ có người gọi điện luôn, chứ còn inbox của nhà em Hiền là đợt này trong vòng 2 tháng nay là trong tình trạng là bị quá tải. Các bạn ấy phải trả lời mất mấy ngày mới trả lời đến đơn hàng của mình. Chị có phải Hiền ở Gia Lai không ạ? À? Em thấy quen quá mà lâu rồi không gặp nên không biết có đúng không. Chắc là đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy ạ. À. Em ơi người quen này, thế chị ở đâu này? Thế sao mà vẫn nhận ra em à? Đúng rồi đấy ạ. À. Ôi trời ơi người quen này. Chính xác này. Em ở Gia Lai nha. C12 em còn hàng. Ôi sao tinh vậy? Chị ở đâu chị khai mau. Cái này comment của em thì nó sẽ là mã C11 và để lại số điện thoại cho em. Áo này của em thì là đệm giày 5 phân nhá cả nhà nhá. Con này thì em không có quần đâu, nó rất là nâng đẩy luôn. Ôi nghe. Bây giờ nói quê Gia Lai không ai tin đâu ạ. Ôi chị Hiền ngày xưa đi mối cùng nhóm. Nhưng mà một lát nữa kết bạn Facebook với nhau nha. Bây giờ là kiểu em đi cũng khá là lâu nữa, em cũng không nhớ, nhưng mà may ra vẫn có người nhận ra. Comment của em Hiền là C11 và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ. À. Áo này em Hiền đang sale còn có 155.000 nha. Đúng rồi, em ở Gia Lai chị. Em ở Gia Lai đấy ạ. Đệm em này là đệm giày 5 phân mà có gọng dẻo nhá. Vậy nên là áo này á, và thêm một cái điều em rất là thích là áo này là bản áo to. Nó khá là ghen lưng và ghen mỡ nách luôn. Nên là bác nào mà có cái lưng của mình nó hơi đậm đà một tí xíu mà muốn ghen gọn lại thì có chốt con áo này sẽ rất là đỉnh luôn. Và áo này nó có một cái lớp vải. Cái vải này là vải mỏng ở ngoài, nó sẽ ôm được cái vòng ngực của mình mặc nó không bị hằn cái vết áo ấy. Em ở chỗ nào? Em ở trên rừng chị. Em ở trên rừng. Comment của em Hiền là C11 và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ. 155k một áo thì bác cũng ở Gia Lai bác. 155.000, 34, 36 và 38. Hiện tại áo này em Hiền đang còn 4 màu. Nhưng mà cái màu à theo dõi lâu rồi mà không dám nhận đấy hả? Em ơi làm gì mà không dám nhận, cứ nhận bừa đi chứ. Thông cảm của em Hiền là đối với sản phẩm quần lót thì em sẽ không hỗ trợ đổi đổi nha bác nhá. Em chỉ hỗ trợ đổi áo lót trong vòng 2 ngày khi mà mình nhận được hàng thôi. Vậy nên là các bác thông cảm của em Hiền nhá, tại vì quần lót nó hơi nhạy cảm một tí xíu ấy. C11 và để lại số điện thoại. Cái hình như là cái 36, 36 em còn rất là ít thôi các bác ạ. 34 và 38 thì còn, nhưng 36 thì còn rất là ít nhá. Áo không quần tổng 3 cái là 585, 585.000 mà chia cho 3 là bao tiền các bác? Cộng với 30 tiền ship nha các bác. Ôi chị ơi từ từ nhá, từ từ em cái tiếng cái gọi là cái gì nhở, cái gọi là cái tính toán của em nó chậm lắm. Thế nên là một lát nữa mình tính lại nhá. Bây giờ bảo em là cộng cộng là em chịu chết rồi, em đứng im đó các bác ạ. Có bên này em là C11 và để lại số điện thoại, lên mẫu V1 đi ạ. À. V1 con V1 em lên chưa nhở? V1 đầu like em có lên rồi thì mình xem lại like cho em Hiền nhá. Quần lót ghen bụng mà mẫu mới, quần lót ghen bụng mà mẫu mới hiện tại chưa có hàng. C12 mình còn hàng đợi xíu em Hiền lên này. Cái này comment thì em là C11 và để lại số điện thoại. 155k cho một áo 34, 36 và 38. Em rất là thích cái mẫu này luôn á. Chốt lên like xong xong em qua shop lấy được không? Xin lỗi người đẹp nhá, tầm này thì em đang xin phép là đang không có nhận khách qua cửa hàng. Ô thế là tính 185.000 thật à? Chết rồi. Thế thì bác inbox lại để em gửi lại tiền nhá. À, thôi mình để lại để lấy chỗ đi lại lần sau á, lần sau thì còn mua hàng nữa nhá. Em mua 2 set quần mặc xịn vãi siêu thích mà hai cái bra rộng muốn đổi size mà shop check inbox lâu quá. Có phải là chị mua hai cái bra cái con B3 đúng không? Chị mua cái size 38 mà muốn đổi thành size 36 đúng không nhỉ? Bởi vì là em Hiền còn nói với các chị đó là inbox nhà em Hiền nó hơi bị nhiều, ngày nào trên live em Hiền cũng có nói này. Nên là ở trên cái ảnh bìa fanpage nhà em á, trên ảnh bìa các chị nhớ nhá, trên ảnh bìa em Hiền có để cái số xử lý đơn hàng. Các chị chỉ cần gọi vào cái số đó thôi là sẽ có người giải quyết ngay. Còn inbox thì nhà em cũng có, em cố gắng khắc phục nhưng mà đợt này là chưa có khắc phục được. Nên là em hy vọng là mọi người thông cảm, nếu như bác nào chốt đơn ở trong inbox thì sẽ phải chấp nhận là phải 3 đến 4 ngày mới có người trả lời tin nhắn của mình. Thế nên là mình gọi vào số xử lý đơn hàng cho em Hiền nhá các bác nhá. Thông cảm cho em Hiền ạ. Chị ở ngã tư Biển Hồ ạ. Thế thì chị cách em hơi xa. Em ở Phú Thiện. Phú Thiện Gia Lai các bác ạ. Rồi ạ, C11 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. Các bác nhớ gọi vào số xử lý đơn hàng để giải quyết đơn nhanh nha các bác nha. Còn inbox nhà em Hiền lâu lắm các bác.
Ok, sẽ lên cho các chị một em áo, một em áo đệm tầm 2 phân sexy nữa nhỉ. Đệm tầm 2 3 phân đi. Con này cũng rất là đẹp nè. Đây, con này là con V1 em có lên lúc nãy rồi này. Đây này, em có lên được con này mỏng 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 rất là đẹp này. Rất là đẹp này. Con này đẹp lắm. Dành cho bác nào mà gọi là làm ngực có ngực rồi đấy, thích sexy đó thì các bác cho sang cái mã này giúp em. V7 có gọng không ấy hả? Con V7 là có gọng nhé chị Trang Phạm nhé. Bra hả? Bra đợt này em đang hết mất bra rồi các bác. Em hẹn các bác vào mấy hôm nữa nhé. À cái con C2 hả? C2 nếu mà C2 34 thì em chỉ còn duy nhất màu đen thôi. Em chẳng còn màu gì cả chị ạ. Không còn một màu nào. Thực ra là cái con C2 đó, mọi người mà ai mà chốt con C2 mình đang sale mà 34 ấy, thì em chỉ còn mỗi màu đen thôi. Ở trên cái đống hàng mẫu của em ở đây này, nó vẫn còn mấy màu khác, nhưng mà em không bán được. Tại vì những cái hàng mẫu này em hiện đang mặc rồi nên em không bán. Thế mọi người hỏi là sao Hiền lúc nào cũng mặc size 34 này, sao không bán cho khách? Trời ơi các bác ơi, áo lót mà, có phải như váy đâu. Em gọi vào hai số hotline toàn máy bận thôi. Chị ơi, chắc có thể là lúc đấy mình gọi thì máy nó bận một tí xíu, tại vì các bạn ấy đang xử lý đơn hàng của người khác đó. Thì các chị có thể gọi lại cho em Hiền vào lúc sau nhá. Hoặc là mình để lại cái số này trên line, mình để lại số điện thoại xử lý đơn hàng. Mình ghi là xử lý đơn hàng và để lại số điện thoại trên này này. Là ngày mai các bạn ấy sẽ gọi lại và giải quyết đơn hàng cho mình thật là nhanh nhá. Cái này em cũng rất là cố gắng khắc phục, thì mọi người đợi giúp em vài hôm nữa thôi. Hai cái bạn kia, bạn ấy đi làm, có nhân viên đi làm sẽ check đơn cực kỳ nhanh luôn các chị. Trời ơi khổ thân lắm, đi Covid đã khỏi đâu. Cái này comment của em thì nó sẽ là mã S2 và để lại số điện thoại cho em. Cái mẫu em thì đang mặc hình ngực lép không có mặc được bác. Con này chỉ dành cho các bác nào mặc có ngực thôi. Thực ra là ngực lép vẫn có thể ok, nhưng vấn đề ở đây là ngực lép thì nó không có nâng đẩy các chị. Nó không có nâng đẩy đâu. Nó mỏng tang à, nó không còn gì mút nào nhá. Áo mặc phong rộng là sao chị Kim Quỳnh nhỉ? Cái này comment của em Hiền nó là S2, còn S1 không? S1 hiện tại em Hiền còn nhá. Nhưng mà nó còn lẻ sai thôi các bác ạ. Cái này là S2 và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ. 200 C37 hết hàng rồi Hoàng Yến ơi. 270k trong một set thôi, nó sẽ mỏng như thế này. Em có màu đỏ là một này, màu xanh, màu hồng và màu đen. 270k trong một set 34, 36 và 38. Mã này comment thì em Hiền là S2 và để lại số điện thoại cho em nhé. S2 giúp em. Số đợt này mọi người hỏi quần lót quá trời, hỏi áo bra quá trời, nhưng mà nó hết hàng, không còn hàng các chị. Không còn hàng để mà lên á, không còn cái gì cả. Đợt này là nghèo nàn lắm ấy các bác ơi. Đây này, cái con C2 này đẹp đúng không chị? Hầu như là mọi người mua cái con C2 này. Chị Hiền làm giáo viên mới đúng. Eo ơi chị ơi, ngày xưa học dốt lắm chị. Ngày xưa học dốt lắm. Em nói các chị có tin đâu, ngày xưa em học hết lớp. Ngày xưa học gọi là học hết lớp 8 thì nghỉ. Ngày xưa học hết lớp 8 thì nghỉ. Mẫu đen nửa quả, màu đen trắng kiểu tàng hình, chị còn hàng không? Nửa quả màu đen trắng kiểu tàng hình là cái gì nhỉ? Là cái gì nhỉ? Cái mẫu đen mà nửa quả là cái gì ta? Từ từ để em lót xem nào. Dạ đổi được nhá chị Hiền Phạm nhá. Cái này mình gọi vào số xử lý đơn hàng giúp em đi. Là báo các bạn ấy như vậy để các bạn ấy đổi hàng cho mình nhá. Báo đi để các bạn ấy đổi hàng cho mình ạ. Con C15 đấy là áo quây cơ. Đây là con C2 đây này. Ở đây là thực ra em vẫn đang còn đủ màu. Nhưng mà cái con này em không được phép bán, tại vì những cái mẫu này là ngày nào em cũng mặc trên like rồi. Nói chung là nó cũng dính mồ hôi của em rồi. Nên em chỉ còn ở đây em lên like các chị thôi. Áo này em thì đang bán là 229k một áo. Em sale còn có 139k một áo thôi. Ồ đợi em xíu em Hiền lên nhá. Cái này comment của em Hiền nó sẽ là mã cái này comment của em là C2 và để lại số điện thoại cho em. Em có màu ghi là một màu đen là 2, màu hồng là 3 và màu đỏ là 4 ạ. Áo này em Hiền đang sale chỉ còn có 139k một áo. Thực ra là cái mẫu này em bán rất là chạy nhá. Năm ngoái là em Hiền chạy cái mẫu này kinh khủng luôn á. Mọi người chốt rất là nhiều, hầu như là đến nỗi mà cháy hàng không có hàng để mà bán luôn á. Nhưng mà do năm nay là cái mẫu này nó không có về hàng và nó không có sản xuất nữa, thế là em Hiền đang sale cái mẫu này.
Chị Hà Như ơi, mình nhắn tin cho em Hiền nhá, mình nhắn tin cái số tài khoản vào trong tin nhắn cho em Hiền, ở cái gì mình nhắn tin cái giao dịch vào đó để các bạn nhân viên nhà em ngày mai các bạn giải quyết nhá. Em sale các chị con này còn 139k, cái dòng này là dòng gọng dẻo, nó rất là mềm các chị. Gọng dẻo mềm lắm mà không hề đau, không hề khó chịu một tí xíu nào cả. Hiện tại em còn 34, 36 và 38 nhưng mà riêng cái size 34 em chỉ còn mỗi màu đen thôi. 36, 38 thì em Hiền lại còn đủ size cả đủ màu với cả nhà. Và áo này xin phép là không có chọn màu nhá. Cái này comment em là C2, từ 229k một áo mà sale còn có 139k thôi ạ. Con này là đệm giày 5 phân và nâng đẩy nhiều. Trời các chị ơi, đẹp dã man luôn á. Cái mút này nó rất là đẹp. Em còn bị lẻ size, lẻ màu này em Hiền sale rất là rẻ đấy. Giọng thì giống như kiểu là giọng kho để về hàng mới không về nữa. Cái mẫu này năm nay người ta không sản xuất nữa. Bản thân em Hiền bán con áo này khá là nhiều nên em sẽ không về hàng. Rất là xinh luôn các bác ạ. Mã là C2 và để lại số điện thoại cho em. Cái giá ngực này lên nó rất là nâng đẩy các bác nhá. 139k một áo, 34, 36 và 38 ạ. Em có màu ghi là một màu đen là 2, màu hồng là 3 và màu đỏ là 4. À nói đến cái chuyện đó, làm giáo viên. Rồi, nói vấn đề. Em thấy gọi là từ khi mà em có con xong em cảm thấy là thương cô giáo dã man các bác ạ. Tại vì là bạn nhé, bây giờ bắt đầu lên lớp 1 đấy chị. Em sợ dạy con lắm, em cứ lùi 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 em không dạy đâu. S28 chưa về chị ơi, về một cái là em ới chị ngay. Em ghim chị luôn rồi chị Hoàng Họa. Em ghim luôn rồi nhưng mà nó chưa có về hàng thôi. Tại sao đơn em chuyển tiền cả tuần nay rồi mà chưa nhận được hàng, mình để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. Đợt này là do dịch ấy, nên là bên giao hàng nó giao hơi chậm một tí xíu, em sẽ cố gắng nhá. Có khách nhà em các chị ạ, đợt này em phải chuyển khoản trả lại khách rất là nhiều. Tại vì là khách người ta kiểu như người ta cảm thấy là mất lòng tin với người ta, sợ là lừa đảo ấy. Xong kêu là tại sao đặt hàng cả tuần nay rồi 10 ngày nay không nhận được hàng. Nếu bác nào mà cảm thấy gọi là chuyển khoản cho nhà em rồi mà 10 ngày, 15 ngày mà không có chờ đợi được thì các chị cứ nhắn tin em có thể chuyển khoản lại cho chị. Thì em hoàn hàng về cũng không vấn đề gì cả. Nhà em thì không có lừa đảo đâu, nhưng mà do đợt này dịch đấy cả nhà, nên là giao hàng có những đơn hàng nửa tháng rồi người ta không chịu giao ấy. Set Kevin màu đen set bao nhiêu chị ơi? Còn đấy là 2,9 tỷ nhá, người đẹp để em xíu ạ. Quần lọt khe để em tí. Cái này là C2 và để lại số điện thoại cho em 159k. Do dịch kế hoặc là ở cái khu cái tuyến đấy của các bác là các cái bạn ship với các bạn đang bị Covid thì là các bạn ấy sẽ phải nghỉ, các bạn phải nghỉ mất mấy ngày trời nên không có ra được hàng. C8 và V2 mã nào nâng tốt hơn, ngực nhỏ mặc ok hơn? Để em giải thích nhá. Cái con hai con này đều là đệm giày 5 phân. Nhưng cái con C8, con V8 ấy thì cái độ khoét của nó sẽ nhiều hơn. Đấy xíu em mặc luôn rồi con V8 để cho các chị phân biệt này. Tại vì rất là nhiều chị nói là hỏi cái con nào, hai các chị hay so sánh hai con này với nhau. Các chị để ý này, cái con C2 của em thì này, bản áo của nó là bản đúc nhá. Vậy nên là khi mà em mặc cái con này lên thì em sẽ cảm thấy là nó thoải mái hơn. Còn cái con V8 thì nó sẽ là bản ren. Đó, bản sau nó là ren thì nó sẽ không có độ co giãn nhiều. Nhưng mà con đó thì nó, cái độ khoét của con đấy nó sâu hơn nên là mình cảm giác cái con đấy nó sẽ đẩy ngược hơn. Chứ hai con thì đều là độ đẩy bằng nhau. Nhưng mà cái con đó, cái độ khoét, cái khoét ngược của nó sâu hơn và cái quả mút nó sẽ đẩy nghiêng hơn. Còn cái con này là lên cả giá ngực của nó tròn ngược nó tự nhiên hơn. Thế nên là mình có thể tham khảo nó hai nó là hai mã, nó kiểu như là cái mẫu, cái dáng nó khác nhau đó. Chứ còn độ nâng thì nó vẫn vậy. Thế là nếu như mình thích mềm mát và thoải mái hơn, mình thích mềm mềm hơn thì mình có thể lấy sang mẫu này nhé. À, dạ vâng, ok chị Hải Yến nhá. Lên C8 đi để em xíu ạ. Còn cái này là C2 này, 139k, đây là giá em Hiền sale nhá. Ngực 102 mặc size 38 cho em Hiền. S1 em Hiền còn hàng mình chốt đơn được không ạ? Chứ em Hiền không like S1 nữa. Tại vì S1 em còn lẻ màu lẻ size đó. Mình có thể chốt là S1 và để lại số điện thoại ngày mai nhân viên nhà em. Các bạn ấy sẽ kiểm size và kiểm màu cho em Hiền nhá. V8 nếu mà lấy lẻ áo thì giá của nó sẽ là 160k cho một áo thôi. Rẻ lắm. Em mặc con V8 các bác xem. V8 nó khá là nâng ngực luôn. Để tí em mặc V8 cho các chị xem. Đây. Đây này. Em V8 thì nó sẽ đẩy ngực. Thật ra là hai con đó thì có mỗi một con nó sẽ là có một cái kiểu đẩy ngực khác nhau. Ví dụ như con này này, cái giá ngực của nó lên rất là tự nhiên luôn. Em đang mặc là C2 thôi, sale có 139k thôi bác ạ. Em ơi, áo này sale rẻ quá. Rất là nhiều chị năm ngoái mua, năm nay quay lại mua. Kiểu là áo bạn đang mặc là, em hiện đang mặc là size 34 nhá. Cái số đo vòng 1 của em thì là có 80 thôi. Em đang mặc size 34. Cái này comment này em là C2 139k một áo thôi. Sale gọi là hết hàng, không về hàng nữa. Và xin phép là không chọn màu. Em có màu ghi, màu đen, màu hồng, màu đỏ. Nhưng mà màu đen 34 thì em chỉ có duy nhất màu đen thôi, không có còn màu khác. Đó, em Huyền báo thẳng như vậy luôn. Khi các bác mà chốt 34 thì chắc chắn là như vậy. Còn 36, 38 gọi là quay số may mắn. Dạ vâng, ok chị nhá. Rồi đây em Huyền mặc con V8 cho các chị xem này. V8 cũng là một em áo đệm giày 5 phân các chị.
Lên áo có gọng mà không mút à? S30 cũng chưa về được hàng. Đây này, đây này. Thật ra là hai con đều đệm như nhau, nhưng mà cảm giác khi mà lên con này thì cảm giác là cái đệm của con này nó, cái đệm của con này nó đẩy hơn. Ra là tại vì nó khoét ngực hơn nên cảm giác là nó đẩy hơn thôi. V2 à? V2 hết hàng rồi người đẹp. V2 là hôm nay là không còn cái nào thật sự nữa ạ. Đây này, con này thì nó cũng là đệm 5 phân nhá, nhưng mà cái quả này lên nó tròn hơn, còn cái quả này nó khoét ngực hơn, là cảm giác là nó trong cái khe ngực của mình nó nhiều hơn. Nhưng mà bản sau của nó là bản gen, nó cũng mềm thôi, nhưng mà để mà nó là bản gen và bản đúc thì cái này nó sẽ mềm hơn này. Đó. Cái này comment thì em là V8 và để lại số điện thoại cho em. Con này là cũng là đệm dày 5 phân, không gọng và nâng đẩy nhiều, và cái dáng mút của con này là dáng mút quả xoài các chị nhỉ. Con này là mút đệm hơi thôi, và cái mút của nó gọi là mút tràn viền, tràn quả luôn á. Còn con này là cái mút của nó nằm nghiêng. À, sẽ đẩy ngực hơn và tạo khe hơn. Mọi người có thể tham khảo nhé. Cái này nếu như em bán lẻ áo thì giá sẽ là 160.000, mà mua cả quần áo thì giá của nó sẽ là 175k. Comment thì em mình là V8 và để lại số điện thoại cho em. Em có nhiều màu lắm. Cái màu em thì đang mặc là màu xanh cổ vịt này. Em có 6-7 màu cơ. Cả quần áo nó rất là đẹp luôn. Em thì cái mã này em bán rất là lâu rồi, bán khá là nhiều rồi, em vẫn duy trì bán vì mẫu này nó rất là hot luôn đó cả nhà. Cái này comment này em là V8 và để lại số điện thoại. Đệm 2 phân và nâng ngực, đợi em một tí xíu nhá. C1 em hiền còn. Ôi, C1 bây giờ cũng đang bị lẻ sai đó chị. C1 thì em cũng thông báo các chị này, bác nào mà chưa mua C1 nhà em thì tranh thủ mua. Tại vì C1 nhà em thì sẽ không về hàng nữa. Em nào gọi là em đã bán tương tác quá nhiều rồi, bán thế thôi. Đảm bảo các chị là năm nay em thì sẽ bán những cái sản phẩm mà em phải có lãi. Không bán những sản phẩm không lãi nữa. C1 là bán không lãi, bán lâu lắm rồi. Gọi là nhiều chị á, bán xong các chị kêu là chắc là Hiền nó phải lãi nhiều lắm. Dạ vâng, ok Nguyễn Nhung, để em kiểm tra đơn hàng nhá. Em có màu này nó sẽ là màu tím là 1 này, màu này sẽ là màu cam là 2 này, màu đen là 3 này, màu nâu là 4 này, và màu này là màu kem là 5, và màu em hiện đang mặc ở đây là màu xanh cổ vịt. 175k cho một set, bao gồm là một quần và một áo. Còn bác nào mua lẻ áo thì giá của nó sẽ là 140k. Comment thì em hiện là V8 và để lại số điện thoại cho em. Em đảm bảo luôn cái dòng này nó tạo khe rất là tốt luôn. Cái quả mút của nó là dáng mút quả nghiêng như này này, nó rất là nâng ngực luôn các bác. Comment thì em hiện đúng mã là V8 và để lại số điện thoại 175k. V8 thì em hiện nhá, 175k. Tím, cam, đen, nâu và kem. Và màu này là màu xanh cổ vịt. Cái quả này to hơn không em? Ôi, quả nào nó cũng to hết. Quả nào cũng to hết. À, các chị ơi, dạ vâng ạ, C1 em Hiền chốt nốt mấy ngày nữa là em Hiền sẽ dừng bán con C1 các bác nhá. Nên là bác nào mà có ý định là mua C1 dự trữ hay mua hàng C1 của shop khác nó cao quá, lên Shopee thì mua phải hàng loại 2. lên Shopee thì mua hàng. Chị ơi, C11 em Hiền còn đấy chị Văn Hoàng, nhưng 36 em sắp hết hàng rồi. Con C1 là em sẽ không về hàng nữa. Vậy nên là nếu như bác nào có ý định chốt C1 thì mình chốt nốt là em Hiền nhá. Thì vì cái mã đấy thì em Hiền cũng gọi là em bán tương tác rất là lâu rồi, nên là mình sẽ dừng bán mã đó. Con này nó không có lãi nên mình sẽ không bán nữa. Mình sẽ phải bán con nào để có lợi nhuận thì mình còn có lãi nữa chứ cả nhà. Ok, để em xíu nhá. Nhiều lúc bán con C1 mình bị lỗ đấy. Tại vì là mình chỉ bán cái con đấy là em nhập về xong em trừ cái tiền vận chuyển là em bán các chị đúng bằng cái giá mà em nhập về luôn á. Còn tiền nhân viên nó không có nha. Mà nhân viên chốt đơn là phải trả lương nhân viên nha. Buồn lắm. Cái lệnh là không bán con C1 nữa. Để cho các chị đi mua chỗ khác này. C11 của em thì là 155.000 nhá. Đó. Đây, em mặc cái màu đỏ cam đi. Cái màu này rất đẹp lắm các chị. Cái màu này nó rất là tôn da luôn. Đây, C1 đây, đệm 3 phân đây. Rất là đẹp luôn. Đệm 3 phân nâng đẩy xinh xinh. Nó là màu kem đấy chị. Nó là màu kem đấy chị. Ác quỷ, nó là màu kem đấy. Kem sáng đấy, kem đẹp lắm. Con C1 là năm nay em sẽ khai tử mã này. Em sẽ mã áo em thì đang mặc là mã V8 nhá, 175k. C1 là em bán nốt. Em không về hàng nữa. Bán vài hôm nữa là hết à? Chị lấy mã gì mình comment mã cho em Hiền nhá. Đây. Ôi, màu cam đẹp lắm các chị. Cái dòng này thuộc dòng là mỏng nhưng lại nâng đẩy và lại tạo khe rất là xinh luôn. Không nhất thiết là phải chọn một con áo quá dày các chị. Không cần phải dày đâu. Chỉ cần mỏng, mềm. Gọi là mút của nó là mút mềm ấy. Gọng của nó là gọng dẻo. Thì mà con này lên rất là đẹp luôn. Con này gọi là hoa hậu trong làng nâng đẩy. Gọi là mỏng mỏng rất là nâng đẩy nha em đó các bác. Cái này comment thì em Hiền là mã C1 và để lại số điện thoại cho em. C1
C1 nha các bác nhá, 140k cho một áo thôi. C1 và để lại số điện thoại cho em. Cái áo này nó có một cái lớp ren này, lớp ren nó sẽ ôm đi được cái đường viền áo này, mình mặc cái loại áo này nó sẽ không bao giờ bị bừa. Em đảm bảo luôn không hề bừa một tí xíu nào. Comment này em là C1 và để lại số điện thoại cho em. Dơ màu của V8 để em một tí xíu nhá. 100 áo này đang có giá là 140k cho một áo ạ. 34, 36 và 38, đây là cái giá mình đây. Em thì đang bán sale, đang bán tương tác á. Em hết là em sẽ không về hàng nữa. Comment này em thì là chứ còn cái mã này trên thị trường người ta bán vẫn rất là nhiều và cái form nó đẹp lắm. Và mẫu này nó đã có lâu rồi mà. Form đẹp, 140k cho một áo. Màu này sẽ gọi là màu nâu là 1 này. Màu rêu là 2 này. Màu kem là 3 này. Màu đen là 4 này và màu này là màu đỏ cam. Mã này là C1 và để lại số điện thoại, 140k cho một áo. Còn bác nào mua cả quần áo thì giá của nó sẽ là 175.000. Cái quần nó rất là xinh các bác. Màu cam này tôn da lắm. Em đến rất thích màu này. Mặc cho nó nóng bỏng các bác. Hơi nóng nực một tí xíu, xét quần mã bao nhiêu. Chị muốn hỏi quần nào nhỉ? Từ xíu em thì lên quần nhá. Cái này comment thì em là C1 và để lại số điện thoại cho em. 175k bao gồm một quần và một áo. Mua lẻ áo thì giá của nó sẽ chỉ có giá là 140k thôi. C1. Chị ơi, cái con C2 nó không có màu cam đâu người đẹp ơi. C2 là 139k. Còn S15 không em còn nhá. Mình không có ngực mặc kiểu nào nào độn mà không bị trượt ngực. Đây chị có thể tham khảo sang con này này. Không có ngực mặc cái loại này nó vừa phải, nó không bị dày quá ấy chị. Nó không bị dày mà có độ ôm ấy. Chứ mà nếu như bác nào ngực bé quá, mình chọn cái mút dày quá thì nó sẽ bị trượt nhá. Nó không có cái độ bám sát vào ngực ấy. Đây cái bản áo này, cái bản áo nó có dây này, rất là mềm ấy các chị. Cái dây này nó sẽ ôm hết cái ngực mình luôn. Em thì đang mặc là size 34. Các chị không cần phải lo hỏi em mặc size nào đâu. Áo lót nhà em cái nào nó cũng sẽ có size. Mình cứ comment là mã đơn hàng để lại số điện thoại, size số, ngày mai nhân viên nhà em tư vấn sau cho mình nhá. Thì là áo nào nó cũng có size hết bác. Nên là tại vì là người em nó nhỏ lắm chị, nên em mặc size 34 đấy ạ. Rất là nhiều chị nói là ôi chết rồi, con bé mẫu nó mặc 34 thì mình mặc làm sao mà vừa được không. Size số đàng hoàng nha, mình không chơi hàng free size nha. Lên đệm 2 phân mà không có gọng mấy hả chị. Đây đệm 2 phân mà không gọng đây. Đệm 2 phân mà không gọng đây. Mặc màu trắng đi nhỉ. Lên quần lót à. C1 là đệm 3 phân nhá. Ngực bé bé mặc 3 phân là vừa xinh đó, vừa xinh xẻo đấy chị. Em đang có một con áo bra dáng dài này, không biết là có bác nào thích không. Em còn mỗi con màu ghi thôi. Nghĩa là còn tầm chục con màu ghi. Hết mất màu đen, hết mất màu đen, hết mất màu kem. Hết tất cả các màu, còn mỗi màu ghi còn tầm chục con thôi. Em xả cho các chị. Đây, cái này comment thì em hiện nó sẽ là mã C13 và để lại số điện thoại cho em. Thả tim đi ạ. Em ơi, cho em xin một nút thả tim đi ạ. Xin gì không xin, chỉ cần xin thả tim thôi là thích rồi. Cái này comment thì em nhìn là C13 và để lại số điện thoại cho em. Em nhìn vẫn lên ngực bé ngực to, em nhìn lên xen kẽ đấy ạ. Ngực mình to mặc S15 hay là C10? Từ từ em rót lại con C10. Con C10 hình như là em hiện đang hết hạn. Em không có mã C10, chị có nhầm mã không ạ? Còn S15 thì nó là cái dòng có gọng và không có mút. Thế là nếu mà ngực to thì mình mặc hoàn toàn mặc con đấy được. Con đấy thì rất là sexy luôn. Mình không gọng. Mình không thích có gọng ấy hả? Áo này của em thì là không có gọng này. Con này mút 2 phân nhá, không gọng đâu. Rất là đẹp luôn. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã C13 và để lại số điện thoại cho em. C13 và để lại số điện thoại. Áo này thuộc dòng là mỏng, tạo khe. Bởi vì sao? Vì cái quả áo này nó đẹp các chị. Cái quả áo này đẹp lắm. Ôi em rất là thích cái dáng mã áo quả áo như này nhá. Chứ em lại không thích quả ngang lắm nhá. Quả ngang nó hơi kén người mặc một tí đấy, chứ không phải là dễ mặc đâu ạ. Những cái quả này này, mặc lên nó rất là ôm. Ôi con này em vừa mới đăng xong chị Châu chợ. Em vừa mới lên xong chị ạ. Hôm nay mọi người order, mọi người bắt em mặc cái nào đây. Nhiều lắm, em vừa mặc lúc nãy xong. Người đẹp xem lại lao em nhìn nhá. Cái này comment em là C13 và để lại số điện thoại cho em. Cái này ngực bé các chị mặc được, và ngực to mặc được, ngực trẻ sệ mặc được. Em đảm bảo luôn ngực nào cũng mặc được. Cái form này thì hai phần. Với đây là ngực to thì mặc có độ ôm và nó có khe. Còn ngực bé quá thì mặc nó ôm thôi chứ nó không có nâng đẩy lắm. Comment em là C13 nhá. Em nhấn mạnh này, cái gen con áo này đẹp và cái quả áo này đẹp. Nhân viên kho nhà em dạo này toàn giao nhầm màu quần chip. Nhầm màu quần chip à? Quần chip nhà em là không có chọn màu. Không biết là chị có đặt màu không ạ? Nếu mà đặt màu thì giá nó cao hơn. Còn nếu như mà
Em không rõ nữa. Không hiểu là đợt này các bạn kho kiểu gì, nhưng mà em vừa cho một bạn kho nghỉ rồi các bạn. Cái này comment à, ôi thế nó là mà S10 á chị Châu Thanh Vũ 280k. Kho quan trọng lắm mà đợt này cho một bạn kho nghỉ bất sổ chán đời quá. Gì mà khách đặt 34 đóng 38, khách đặt màu kem đóng màu đen. Chán nó làm được mấy ngày cho nghỉ luôn rồi. Đau đầu dã man. Nhưng cho chị hai màu đen hả? Ồ dạ vâng, ok, thế để em nhắc nhở bạn nhé, thông cảm với em với. Thế mà có rất nhiều chị thích cái màu đen đó chị, mà bạn ấy không đóng cho cái chị đó mà đóng trúng vào cho chị không thích màu đen. Em ơi khổ thân. Thôi thông cảm với em Hiền nhé, hoan hỉ. Đơn sau em sẽ nhắc bạn ấy là đơn sau mình mua hàng mình có thể nói là đừng lấy màu đen cho chị. Thế em sẽ nhắc nhở bạn đi nhá. Cái này comment của em Hiền là mã C13 và để lại số điện thoại. Các chị xem cái quả mút này, quả mút con này đẹp lắm các chị. Mút nó vừa, nó không dày, và quan trọng là mặc cái này nó không bị đau vì nó không có gọng. 169k một áo. Em nhấn mạnh luôn, cái gen con áo này nó đẹp và cái quả nó đẹp. Quả nó rất là ôm. 169k, 34, 36 và 38, mã là C13. Màu em thì đang mặc gọi là màu trắng này, màu này là màu đỏ cam này, màu này nó sẽ là màu xanh này, và màu này là sẽ là màu đen. 169k cho một áo 34, 36 và 38, mã là C13 và để lại số điện thoại cho em. C13 169k, 34, 36 và 38 giúp em. Ok ạ, C13 và để lại số điện thoại. Mẫu tiếp theo em sẽ lên các chị một con áo gọi là một con áo mỏng mỏng nhá. Một em áo mỏng mỏng nhá. Toàn con này còn hai màu à? Còn có hai màu, biết là còn màu đen không? Một em áo. Ui thế à? Chán đời. Em vừa phải cho một bạn nghỉ đấy. Làm việc mà đầu cứ để lên trời. Tuyển nhân viên đợt này khó lắm các bác. Tuyển nhân viên đợt này khó khăn dã man luôn đấy. Em một tháng nay đi tuyển nhân viên mà chưa ưng được bạn nào hết. Cảm thấy gọi là cho nghỉ khá là nhiều. Mình cảm thấy mình khó tính không? Mình đâu khó tính đâu. À, mẫu đầu lai là V1 nhá chị đẹp nhá. Em thấy em đâu khó tính đâu, em tuyển nhân viên khó dã man các chị. Nhân viên đi làm đợt này tuyển là phải gọi là không có kinh nghiệm gì, nhưng mà yêu cầu là lương cao, lương chốt đơn, xong rồi yêu cầu là làm đến 5 giờ chiều giờ hành chính, và yêu cầu là chủ nhật nghỉ, một tuần phải được nghỉ một ngày. Chết mất. Khó lắm các bác, tuyển nhân viên ở đây khó lắm. Mẫu tiếp theo này, comment của em thì là C33 và để lại số điện thoại cho em. Ôi giời ơi, Tôn Ninh em xin lỗi chị. Lên áo dành cho ngực lép ơi là lép. Eo ơi, Tô Ninh ơi, từ nãy đến giờ nhá, điều nhá. Em lên đây chị con V8 này, lên con C11 này, con C2 này, con C1 này. Những cái mã đấy toàn là dành cho ngực lép đấy chị. Những cái mã đấy gọi là siêu phẩm của nhà em đó. Bác nào mua V8 rồi, mua C1 rồi, mua C gọi là C2 rồi, đó, con C11 đấy toàn dành cho ngực lép không. C1 có gọng dẻo, lên đệm 2 phân và không gọng để em một tí xíu nhá. Là những con đấy là con nâng đẩy và rất là đẹp đó chị. Con V8 vừa mới lên xong này, C11 này, con C2 này. Con đó mà không mua thì mua con gì chị? Chị mua những con đấy đi. Bác nào mua rồi feedback cho chị một cái để chị chốt đơn đi. Em lên toàn là lên ngực bé đấy. Xinh ơi là xinh luôn á. Rồi con này là mã C33 và để lại số nữa. Hình như em còn có hai màu, màu xanh và màu ngược chị 92 mặc áo size 36. Thế thì chị nên mua những cái áo mà có quả B nhá. Lên mua những cái áo mà có quả B. Khi mà chị cứ chốt đơn đi, xong rồi hỏi nhân viên nhà em là quả này là quả A hay quả B. Nếu mà quả B thì chị lấy. Ồ thế à. Em vào xin cái tài khoản chồng. Chị gọi bộ ngủ nên. Ôi ghét chị quá. Dối rồi. Đợi tí em lên lại cho. Comment em là C33 và để lại số điện thoại cho em. Em có màu màu xanh là một, và màu này của em nó sẽ là màu nâu nhá. 150k một áo. Cái dòng này nó rất là mỏng. Chị nào mà có nhu cầu gọi là muốn tìm áo để mặc đi thể thao này, hay là mặc áo ở nhà mềm mát, hay bác nào đang bầu bí hay đang cho em bé ti, đại loại là mình không muốn nâng ngực, mình chỉ muốn làm mềm, ôm ngực chống chảy xệ, thì lấy sang mã này giúp em. Comment em là C33. Đây là một con áo mặc siêu mát luôn. 150k cho một áo 34, 36 và 38, mã là C33 và để lại số điện thoại cho em. Không đường may bản áo to gọi là bản đúc như này này, rất là mát luôn á. K
các chị có thể nhét thêm mút được. Nhưng em nghĩ là con này mặc mỏng mỏng thôi cho xinh, mềm siêu mềm luôn. Đây là con áo mà chân nái em mặc suốt mặc hoài các chị. 155k cho một áo là mã là C33, em thì nó còn hai màu thôi ạ. Hình như là có cả màu đen nữa sao? Biết là có còn không? Màu này của nó sẽ là màu nâu và màu xanh nhá. Mặc lại V8 đi ạ. Em dô lại được không chị? Hay để em mặc màu nâu với chị nhá. C33 và để lại số điện thoại cho em. 150 cành nhá. Đây này, hoặc là ngực bé mặc sang cái con áo su su này cho nó mát này. Chả hiểu sao ấy, em toàn tư vấn cho khách hàng nhà em mua con C12 thôi, mặc dù là nó không phải cái dòng mà gọi là quá đắt tiền đấy cả nhà. Các chị cứ nghĩ là ôi rẻ như này chắc mà không đẹp đâu. Không các chị ạ, cái dòng su này vốn dĩ là nó rẻ hơn gen, nhưng mà gen nhá, cái tuổi thọ của gen nó không được bền đâu. Em là cái đứa gọi cuồng gen, mặc dù là em bán hàng nhá, em bán hàng gen gọi là em còn lãi hơn, vì các sản phẩm cao mình phải lãi hơn một tí xíu. Nhưng mà để mà em nghĩ là để mà chân nái mặc mềm mặc thoải mái mặc thích nhất thì em sẽ tư vấn cho mọi người sang cái con C12 này. Ồ, thank you chị Lan. Thì các chị nên lấy C12 này cho em, để em tư vấn thật lòng luôn á, tư vấn từ trái tim của em đó, là mọi người nên mua con C12. Con C12 là giá nó vừa rẻ, mặc mềm mát thoải mái mà lại nâng đẩy nhiều các chị ạ. Các chị giặt máy giặt cho em thì thoải mái luôn, với cả mặc cái dòng này nó không có đường may, mặc mùa hè thì nó không bị nóng, mình sờ chất thôi là mình đã cảm thấy nó rất là mát rượi rồi, chỉ muốn mặc thôi á. Đây này, thế bây giờ em định là em lên cái con áo em định em lên cái con áo bra dáng dài kia, thì các chị có định giải cứu cho em không, thì để biết đường em lên. Cái này comment của em Hiền nó sẽ là mã C12 và để lại số điện thoại giúp em. C12 không gọng đâu chị, không có gọng đâu, nhưng mà cực kỳ nâng luôn, rất là mềm luôn. Có 139k một áo thôi, em đảm bảo luôn con này rất là đẹp. À, con này nó có cả hàng loại 2 nhé các bác nhà. Hàng loại 2 nó mút của nó mỏng lắm, mà mút của nó xẹp lép à. Có đệm mỏng mà dành cho ngực to, đệm mỏng dành cho ngực to để em xíu nha. À, phải bổ sung áo dưới 100k. cái gì nhờ, em Hiền cũng đợt năm ngoái nữa thì em Hiền cũng có bán những cái hàng áo mà tầm dưới 100.000 đó. Nhưng mà năm nay thì em sẽ cố gắng nâng cấp cái sản phẩm mình lên một tí xíu. Tại vì hầu như khách hàng của mình cũng là đều là những khách hàng mà khá là cao cấp ấy. Thế nên là em thấy những cái sản phẩm gọi là dưới 100.000 thì em sẽ đợt nào sẽ có trong chương trình sale. Ví dụ như là như các bác mà xem live nhà em ấy thì các chị sẽ thấy là lâu lâu mà em thì không bao giờ thông báo nha. Lâu lâu săn like nhà em là các chị sẽ mua được những con áo mà chỉ có 50.000, 40.000, 30.000 hay là 90.000, đại loại là dưới 100. Thì những cái mã đấy là những mã mà em thì lẻ sai và sẽ không bao giờ về hàng nữa. Thì em xả một cách gọi là siêu siêu rẻ luôn. Còn năm nay thì em sẽ về, với cả thực ra em cũng rất là muốn bán hàng rẻ, nhưng mà hàng rẻ thì những cái mẫu đấy thì mặc lên nó chỉ được một thời gian thôi là cái mút của nó bị xẹp ấy. Ví dụ như những cái con áo này này, nó có hàng loại 2, loại 3 và những cái kiểu như này này, những kiểu trơn trơn này, có những cái loại mà nhập vào chỉ có 30-40 nghìn thôi, nhưng mà mặc chỉ mặc được một lần thôi, mặc mẫu được một lần thôi, về giặt một cái là cái mút nó vẹo hay là cái nó cái là nó bị hỏng form ấy. Thế là em cũng rất là cân nhắc bán như vậy thì sợ là khách hàng người ta sẽ không có quay lại nữa. C12 và để lại số điện thoại có 139k thôi, rất là rẻ. Em khuyên mọi người nên lấy mã này, 139k mặc áo dài thì bao đẹp luôn. Dòng này là dòng su non, các chị nhìn nhá, không đường may, rất là mềm. Trời ơi, 139k một áo được quá rẻ đó chị, rẻ hơn gọi là rẻ ơi rẻ hơn ngoài chợ luôn các chị. 139k một áo thôi, C12 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. Ngực to mà sệ vào size 36, to mà sệ size 36 thì phải lấy hàng có gọng một tí xíu. C12 và để lại số điện thoại. Màu đen là 1, màu ghi là 2, màu kem là 3, màu xanh là 4 và màu này của em sẽ là màu hồng. 139k một áo 34, 36 và 38. Em trước mua đúc đúng rồi mà nhanh nhã quá nên mất nên đúng rồi, tại vì là em cũng rất là lăn tăn đó chị. Thế nên là em cũng suy nghĩ là khách hàng của em thì tất cả hầu như đều là những khách hàng mà khá là VIP. Nói ra đồ lót ấy mọi người không có như năm ngoái, quần lót em cũng bán có cái có 90.000 hay có cái là đâu nhỉ? 10.000 một cái quần lót, 15.000 một cái quần lót. Cái nào cao nhất của em thì trong cái đợt năm ngoái là có 26 hay 30.000 một cái nào cao nhất là 30.000, nhưng mà năm nay em ít, nghĩa là em sẽ không về những cái hàng rẻ rẻ đó nữa. Em sẽ tìm về hàng cao cấp, thì đúng là kiểu như là quần lót ấy thì mọi người nên mua hàng đắt đắt một tí xíu sẽ đẹp hơn. Với áo lót cũng vậy. Hôm trước em đặt V5 mà hết hàng, đúng rồi. Con V5 là em đã bảo con V5 là em cháy hàng liên tục luôn á, chẳng qua là nó không về được hàng nữa thì em mới lôi ra em xả thôi. Chứ còn mà kiểu như mà để mà V5 có giá đấy thì không bao giờ đấy, mà em chưa bao giờ em sale con V5. Có con C12 này cũng y như con V5 đó. Mút nó mỏng hơn một tí xíu thôi.
Comment này em là C12 nhá, 139k, có ghen bụng không? Em hiện có ghen bụng đấy. À em còn chưa mặc quần ghen bụng các chị xem đúng không? Áo thì dành cho ngực nhỏ đấy các chị, 139k một áo, 34, 36 và 38. Nội y cho vòng vòng 1 2 lưng đi. Nâng và độn. Nếu mà vòng 1 2 lưng thì mọi người nên lấy cái con C9 đây này, con C9 này rất là đẹp này các chị này. C9 này em cũng cho vào danh sách là những cái mẫu mà khá là đẹp luôn. Chất vải đẹp, cái mút này rất là đẹp luôn. Thôi đợi em một tí xíu nha. C9 cực đỉnh luôn á. Đây, con C12 đấy chị. Em ơi chị Tô Đình, chị chả để ý em gì cả. Em hờn dỗi chị luôn đấy chị. Con C12 là dành cho ngực bé đấy chị. Eo ơi chị này, chị để ý đi đâu ấy. Cái lúc mà em lên là em lên ngực bé thì chị để ý đi đâu ấy. Đây. Đây này, con áo này ngực bé mà lên rất là đẹp này, nó mềm và nó rất là mát. Hoặc là các chị có thể lấy sang con này này. Con này là mã C9 này. Con này là khá là nâng đẩy luôn á. Có 169k một áo thôi. Cái mẫu này thì nó không có màu kem. Nhưng mà cái áo này nhá, bản sau áo của nó là phối đúc này. Thứ hai nữa là cái lớp lót của con áo đây này. Em đã trải nghiệm rồi và nhân viên nhà em đã mặc rồi. Em đã biết, tại vì là cái lớp lót này nó rất là xịn luôn. Các chị mặc, ví dụ các chị mà ra mồ hôi là cái lớp lót này nó sẽ không bị mốc. Hay là nó kiểu như là nó không kiểu như là bị chấm đen ở đây đâu. Chất vải này siêu đẹp luôn. Và em áo này của em là đệm dày 4 phân và nâng đẩy nhiều. Comment này em là C9 và để lại số điện thoại, 169k một áo. Em ơi chỉ đợi, có nghĩa là chỉ đợi người ta, là chỉ đợi người ta ra một cái lỗ gì đó để bắt lỗi người ta thôi. Hỏi thì làm được ăn, làm ăn được cái gì không? Các ông chỉ được ngắm nó, các ông cũng sướng rồi, các ông cũng phải comment nữa. Chỉ thích dây bản nhỏ thôi à. Vài hôm nữa em sẽ có về bản dây bản nhỏ rất là đẹp nhé. Thực ra là em có nhưng mà em không có thể lên được vì nó đang bị hết hàng rồi đẹp. Cái này comment này em là C9 nhá. Nhưng mà các chị ạ, nếu như mà các chị mà muốn mặc đệm dày nhá, em khuyên các chị là lên mua cái bản sau áo, nó bản đúc vào cái bản tầm tầm như này này. Còn nó bé hơn một tí xíu chứ bản nhỏ quá, nó không cân đối giữa mặt trước mặt sau đâu. Nó không có... gọi sao ta? Nó không cân đối các chị. Nghĩa là nhá, áo đằng trước này thì là nó gọi là mút dày đúng không? Mút dày thì nó cũng khá là nặng. Nó phải có cái gọi là... nó phải... bản sau của nó phải gọi là hơi to một tí xíu để nó ôm lưng và nó ôm ngực của mình ấy. Cái này comment hồi em hiện nó sẽ là mã C9 và để lại số điện thoại cho em hiện ạ, 169k. Hở một tí thôi mà nó quay ra nó cắn em ngay được các chị. Mình đã im rồi. Mình đã im rồi. C12 là đệm dày 4 phân nhá chị nhá. Được cái V5 thành nghiện luôn. Bây giờ hết hàng V5 rồi, nó không còn hàng nữa. C9 và để lại số điện thoại. Hở tí sướng quá, được ngắm sướng quá, gì nữa mà quay ra mà cắn người ta như thế. Em ơi, chỉ thế là nhanh thôi. 169k một áo ạ, 34, 36 và 38 ạ, màu cam, màu xanh và màu đen ạ, 169k nhá. Cái quả áo này rất là đẹp, các chị biết không? Cái loại này nó có thêm cả cái quần nữa. Nếu mà nhá, mà ví dụ như cái này mà nhập cả quần cả áo thì giá nó là 220.000, đấy là giá em nhập ở bên Quảng Châu về. Nhưng mà em thì không nhập quần nữa, cái quần nó đẹp mà cái quần nó đắt lắm các chị. Cái quần bình thường nhập của nó phải 80-90.000 cái quần. Có con nào đệm 2 sen không chị? Đệm 2 sen phải có gọng hay là chị thích không gọng ạ? À? Em có con 2 sen này rất là đẹp này. Cái này là C9 nhá. Mày cứ thử trâu với tao xem có được không? Mày cứ thử trâu với tao xem có được không ạ? À? Em ơi, ghen tị với sắc đẹp của người ta này. Ôi, cứ như là của nhà các ông tất đi chị ạ. Buồn cười lắm, buồn cười lắm. Các anh vào comment buồn cười lắm. Ồ, như kiểu như là đây là nhà các ông ấy, tôi là của các ông ấy. Cứ vào comment như đúng rồi, cứ vào bình luận như đúng rồi vậy đó. Thôi tôi cô, thực ra là tôi cố tình tôi cho các ông ngắm một tí xíu chứ không, các ông lại bảo là keyboard đứng từ nãy giờ mà xem từ nãy đến giờ chảy nước dãi ra mà không cho các ông ngắm một tí. Có mã nào bản mỏng bản to mặc áo von xuyên thấu mà không bị hở quá không chị? Để em suy nghĩ nhá. Để em suy nghĩ nhá. Chị có thích mặc ren không? Chị có thích mặc ren không? À đây, em nói em nên kéo bờ ra này cho các chị. Mà thôi, em không biết là có nên lên không. Con áo em có một con áo bờ ra dáng dài là có mút rất là đẹp này. Thì đang định nhờ các chị giải cứu, được các chị có muốn giải cứu em không? Thì em gọi là xả các chị giá, nó rất là sốc luôn. Thật mất gì đâu, ngắm thì cứ ngắm đi, lại còn nói to lên nữa. Ôi, nó không đến mức độ gọi là em gọi là hơi nhanh. Vô duyên thật. Thế thôi mà.
À đây này, bản áo to em có con này khá là đẹp này. Con này là size 5 này. Rất là xinh đây này. Vô duyên thật đấy. Eo ơi chán lắm. Các ông cứ vào comment như tôi là của các ông ấy. Tự nhiên như ruồi vậy đó. Bình tĩnh đi. Giữ lại liêm sỉ đi, lát nữa nó cho ngắm lại lần nữa. Mà cứ comment như thế là không có cơ hội ngắm lần hai đâu. Ok, mẫu tiếp theo. Xong rồi tối nay lại mất ăn mất ngủ. Xong rồi quay ra nhìn vợ lại thấy vợ mình chả xinh như con bé trên live thì chết dở. Comment này anh nhìn là C5 và để lại số điện thoại đúng không? Xong rồi vợ chồng lục đục. Tôi lo cho gọi là tình cảm vợ chồng và gia đình nhà các ông lắm ấy. Rồi tiếp theo. Comment này anh nhìn nó sẽ là mã C5 và để lại số điện thoại giúp em. Sợ quá. Xong rồi có người lại bảo là view ảo. Cái này comment của em thì là C5 và để lại số điện thoại giúp em. Áo này của em thì là đệm dày 2 phân. Các ông cứ comment đi, xong rồi lại chỉ sướng tôi chứ chả sướng ai đâu. Cái này comment thì em là C5 nha các bác nhá. Con áo này thì mút của nó con này chỉ có 2 phân thôi. Con này nó sẽ dành cho những chị nào mà có một cái vòng một, gọi là mình có ngực một tí xíu. Và áo này của em sẽ là gọng dẻo nhá. Thật, thế xong rồi tối ngủ với vợ nhưng mà lại cứ nghĩ đến cái con bé bán áo ngực thì chết dở. Xong rồi vợ chồng lại lục đục. Thế này có gì lại đổ tội cho em thì chết dở. Xong thấy mình trả được cái gì. C5 và để lại số điện thoại giúp em. 165k một áo. Áo này là em hiện đang bán là 195.000. Nhưng mà em còn ít thì em sale các chị là còn 165.000 thôi. Đó nên là muốn vợ chồng hoàn thuận thì đừng có xem like của em. Đó. Hoặc là đệm con này mỏng thôi, dành cho những chị nào mà làm ngực hay là có ngực, đại loại là mà chị nào ngực to ấy, mình không muốn nâng đẩy nhiều, mình chỉ cần ôm form thôi. Thì đây các chị có thể comment được em hiện mã này là C5 nhá. Bản áo của con này là bản áo 5 phân, nó là bản áo đúc ấy, nó rất là đẹp luôn á. 165k cho một áo. Thật im đi mà ngắm lại còn cứ phải nói to lên trên live nhở. Em ơi chả biết ý biết tứ gì cả. Mà cứ comment, thứ nhất là mình cứ comment như thế này là cái con bé bán hàng này nó sẽ chặn mình luôn, là lần sau còn muốn vào ngắm nó cũng không được đâu. Đấy, mình làm cái gì mình phải tém tém lại. Biết là người ta gọi là thèm khát rồi nhưng tém tém lại. Đừng có comment vớ vẩn. Comment này em là C5 và để lại số loại này. Em có màu này là màu cam là 1 nhá. Màu này là màu kem là 2 này. Và màu này là màu xanh là 3. Và em có màu này nó sẽ là màu đen là 4 ạ. C5 và để lại số điện thoại cho em. Hay C13 mặc đẹp hơn chị ơi. Thực ra ấy, con C13 thì nó là gen. Con đấy thì nó gọi là cái bản nào nó nhỏ hơn, nó rất là xinh ý. Nói chung là hai con này mút nó như nhau. Nhưng mà em cảm thấy con C13 thì mặc lên nó sẽ sexy hơn. Còn con này thì nó nghĩa là bản nó là bản đúc, bản nó sẽ hơi to. Nếu như mà mình đang trẻ thì mình nên lấy con C13 sẽ hợp lý hơn. Tại vì con C5 này thì cảm giác là nó che hết ngực rồi. Con này nó không khoe ngực được như con kia đâu. Đây này, cái bản áo quả nó rất là to luôn. Cái này comment của em Hiền nó sẽ là mã C5 và để lại số điện thoại cho em. Em Hiền lên bảng màu một lần nữa nhá. Gọng dẻo giặt máy có được không? Dạ, gọng dẻo mặc có nghĩa là mình giặt váy được. Mình giặt bằng máy được, nhưng mà vấn đề là nếu như mà nó là bằng gen ấy, mình giặt thì em nghĩ là mình nên gọi là cho vào túi giặt cho em. Chứ mà gọng dẻo mà mình cho vào túi giặt mà vẫn bằng gen thì cho vào túi giặt thì nó sẽ nhanh bị hỏng ấy. Nó hỏng cái gen thì nó không phải hỏng gọng. Cái này comment thì em thì nó sẽ là mã C5 nhá. Em có màu cam này, cái gen nó khá là đẹp luôn, bản áo to. Và màu này là màu kem. Và màu này của em nó sẽ là màu xanh. Xanh gọi là xanh, gọi là xanh, gọi là vàng chanh ấy. Cái này là vàng chanh ấy. Và màu này sẽ là màu đen nhá. 155.000 một áo. 34, 36 và 38 cho em. Cái gì nhở? Lên mút mỏng và nâng ngực đi à. Hầu như là mút mỏng và nâng ngực đúng không? Em có một con áo này mút mỏng nâng ngực rất là đẹp. Các chị có thể tham khảo nhá. Các chị có thể tham khảo sang mã này nhá. Con này mút mỏng này. Lần đầu tiên mua hàng của chị nhận hàng rất là đẹp. Cảm ơn chị nhá. Lỡ mà nhận hàng xấu cái chết dở luôn. Đây để em một xíu ạ. C13 người đẹp đợi em một tí xíu nhá. Con C13 nó cũng sẽ như con này thôi. Nhưng mà nó sẽ gen của nó sẽ đẹp hơn. 165k, con C13 là 169k. Cái con C5 này nó sẽ dành cho bác nào mà thích ghen lưng. Bản áo to để ghen lưng, ghen mỡ nách thì nó sẽ ok hơn đấy. Rồi. Em ơi, bây giờ mà đứng, thực ra là em thì em không có ngại đâu. Tại vì là em thì em không ngại đứng trước đông người để thay quần áo đâu.
Nhưng mà em chỉ ngại cho các anh thôi. Em các anh ngại thôi, với cả xong rồi lại đông người xem quá thì thì phiền đấy. Thế là thôi, cái gì thì nó cũng vừa phải thôi, tém tém lại. Giờ lại săn tiếp, em cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi, cái này comment này em thì là V19 này. Đây cũng là một cái siêu phẩm mà đợt này em thì bán khá là chạy và mọi người hỏi quay đi quay lại mua rất là nhiều đấy ạ. Cái này comment này em thì là V19 và để lại số điện thoại. Cái bản áo này của em nhé, nó cũng là bản áo ren ấy, nhưng mà bản áo nó khá là to, cũng ghen lưng và ghen mỡ nách. Và cái dòng này của em thì nó là dòng nửa quả ấy. Đệm của nó tầm 2 phân rưỡi. Đối với cái dòng áo nửa quả hay là dòng quả ngang này này, các chị hoàn toàn các chị có thể mặc quây, mặc 2 dây mà không lo bị tụt nhá, em đảm bảo luôn. Mà con này không hề tụt một tí xíu nào cả, và cái này nó có cái độ nâng đẩy rất là nhẹ nhàng và cực kỳ xinh đấy. Cái này comment thì em thì nó sẽ là mã cái gì nhỉ, mã này gọi là mã gì nhỉ, V19, và để lại số điện thoại cho em có thể tháo dây áo để mặc, các chị mặc quây nhá. Vì áo này nó sẽ có một cái bản lưng khá là to, và nó có một cái dây gọi là cái này gọi là cái gì ta, cái này gọi là giống như kiểu là silicone ấy. Mình mặc cái này thì nó sẽ có cái độ ma sát ấy. Cái này các chị đợi xíu, em mở cửa cho chồng em. Chồng em về. Đợi em một tí. Đợi em một tí nha. Này. Đó. Chồng em về. Cái này comment thì em thì là V19 và để lại số điện thoại giúp em. 260k cho một set 34, 36 và 38. V19 và để lại số điện thoại. Bản áo rất là đẹp luôn. Để em tháo dây áo để cho các chị xem là mặc quây và khai dây nó sẽ như thế nào nhá. Rất là xinh luôn. Em đâu có ngại đâu. Ôi chị hảo thân thôi, chị mặc con này là chuẩn bài luôn. Tại vì là ngực hơi sệ, ví dụ ngực to, bác nào ngực to, ngực hơi sệ thì nên lấy cho em những cái quả áo như này này. Nó sẽ rất là đẹp luôn ạ. Anh ăn cơm chưa? Ăn rồi, ăn bún rồi. Người ta nấu cơm, người ta để phần, cuối cùng lại đi ra ngoài. Nói không đúng mà. Sao? Như nào? Có thằng nó trêu em. Sao? Như nào? Cái gì? Đẹp trai không? Mặc đồ lót này. Đấy, như chưa? Xem đấy, yêu không? Ai yêu thì gặp mặt nha. Đây, cuối đây. Đấy. Đấy, cẩn thận em mách chồng em đấy. Cái này comment của em thì nó sẽ là mã V V19 và để lại số điện thoại giúp em. Ok, ngủ cho vợ. Chưa. V19 và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ. 260k cho một set 34, 36 và 38 cho em Hiền nhá. Em có màu trắng là 1 này, màu hồng là 2, màu màu đen là 3 và màu này là màu đỏ là 4 ạ. 260k cho một set 34, 36 và 38. Chị còn đi lên nhà rồi. Con V19 này là đệm của nó tầm 2 phân rưỡi nhá chị nhá. Tớ mua V19 rồi, đẹp lắm, có kiểu nào khác giống như V19 tớ mua mặc à chị ơi. Chị ơi, em có V19 á, em có một cái con nó khá là đẹp. Chị lấy con S23 đi, nó giống như con V19 ý, rất là đẹp luôn. Để em xíu nhá. V19 và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ. 260k cho một set. Một set của nó sẽ là bao gồm một quần một áo. Các bác đừng comment B19 nhá, nó là V, mã của nó là V19 ạ. Một set sẽ là một quần và một áo. Có bra nào đẹp cho em xem. Bra đẹp đợt này em Hiền đang hết hàng các bác. Bra bra nhà em Hiền hiện tại đang hết hàng. Đây em cho các chị xem như này. 260k cho một set ạ. 34, 36 và 38 ạ. Có size 38 nhá. Em thì đang có đủ màu và đủ size. V19 và để lại số điện thoại cho em. Áo này các chị hoàn toàn mặc quay được. Hoàn toàn mặc quay được. Rất là đẹp luôn. Eo. Eo. Ngực 84 chị mặc size 34 cho em thì là vừa xinh nhá chị yêu nhá. V19 và để lại số điện thoại. À con giống như con V19 em có cái mã này này. Kết quả nó hơi cao hơn một tí xíu thôi. Nhưng rất là xinh luôn. Thì chị có thể tham khảo sang con này. Hai con này giống nhau. Con V19 và con S23 giống nhau á. Nó cũng là đệm con này ngực bé mà cũng rất là xinh. Đó. Chị nghe em, chị lấy con này đi. Rất là đẹp luôn. Có bra nào, bra gen nào mặc với vest hoặc mặc áo xuyên thấu không à? Bra đợt này em đang bị hết hàng bra ấy cả nhà. Nên là chả có con bra nào xinh cả. Đợt này chả có con bra nào xinh cả ấy.
đang bị hết hàng ấy. Đây. Đây. Cái này rất là đẹp này chị này, chị có thể tham khảo sang con này. Kết quả nó sẽ như con V19 thôi, rất là xinh luôn ạ. Cái này comment em là S23 và để lại số điện thoại cho em. Con này là đệm 3 phân, con này là 2 phân rưỡi, con này nó dày hơn một tí xíu thôi. Hai con này đều rất là nâng đẩy và siêu đẹp luôn, và con này các chị có thể tháo dây ra được. Nhưng mà đối với cái dòng này tháo dây ra thì nó không có độ, không có độ ôm đâu. Như con này tháo dây bản áo to, tháo dây thì nó rất là ôm lưng, mình mặc hở lưng được, nhưng con này thì không nên tháo dây nhá. Cái này comment thì em là S23 và để lại số điện thoại cho em. Cái này đang có giá là 290k trong một set, bao gồm là một quần và một áo. Áo Việt Nam mận là bao nhiêu? 260.000 một quần một áo đấy các bác. Cái này là 260.000, mã này là V19 nhá. Kết quả này rất là đẹp. Con này là ngày nào là mọi người cũng chốt đơn con này quá trời chốt luôn các chị. Cái mã này là một trong những cái mã mà đang bán rất là chạy của nhà em, lúc nào cũng có số lượng sẵn luôn á. Cái này là V19 nhá. Còn cái này là S23 và để lại số điện thoại cho em. S23. Cái này đang có giá là bao nhiêu nhỉ? 290k cho một set ngực 94 mặc size 38 cho em thì là xinh nhá. Eo ơi, Phạm Đức Anh ơi, bẩn thế. Bẩn thế. Văn Minh lên tí được không? Bẩn dã man ấy. Comment thì em thì là S23 và để lại số điện thoại ạ. 290k cho một set 34, 36 và 38. Dạng áo có dạng áo không kèm quần không? À không ạ, cái này em bán theo cả set nhá. Và cái mẫu mà kiểu như vậy mà không kèm quần thì em lại không có rồi. Em lại có kiểu nó lại sang là một cái mã khác rồi. Nhưng mà con này quần xinh lắm, người đẹp lấy cả quần đi. Cả quần đẹp ơi là đẹp. Cái này em có 3 màu nhá cả nhà nhá. Em có màu trắng, màu hồng và màu đen. Cái này là S23 và để lại số điện thoại cho em. 290k trong một set 34, 36 và 38. Đấy ạ, 290.000. Em có màu hồng là 1, màu trắng là 2 và màu đen là 3. S23 có size chị ạ. Tất cả các sản phẩm nhà em hiện đều có size là 34, 36 và 38 nhá. S23 đây em cho các chị xem này, cái dây áo nó rất là xinh luôn á. Con này thì khá là, mẫu này cũng là mẫu mới. Sợ không dám chốt đơn luôn hả? Làm gì? Làm gì mà không dám chốt đơn? Với cả tại vì là mọi người cũng thấy em hiền nên mọi người bắt nạt em đấy. Cái này là S23 và để lại số điện thoại cho em hiền ạ. 290k cho một set 34, 36 và 38. Em có một cái suy nghĩ như thế này thì nhưng mà thực ra cũng có thể là hay là do em hiền, hay là do là gọi là, hay là do em chưa có nổi cái tính điên của em lên. Và em nghĩ là kiểu như là khi mà mọi người đã mất tiền, mọi người mua đồ hay là mọi người xem cái gì thì nghĩa là mình, nghĩa là khách hàng người ta cũng phải là trên hết, hay là người ta cũng phải là được sự trải nghiệm, phải hài lòng ấy. Chứ cứ vào chửi thì em không thích. Với cả em không biết chửi nhau chị. Em không biết chửi ai cả. Có gì đứa nào nó bắt nạt em thì em sẽ mách chồng em thôi. Em sẽ mách chồng em thôi. Chứ em chẳng chửi ai được cả. Nhân viên nhà em cho nó ghê gớm thôi chứ em không ghê gớm được. S23 và để lại số điện thoại cho em hiền nhá. 290k cho một set 34, 36 và 38. Có áo ngực dành cho ngực siêu nhỏ hả chị? Ngực siêu nhỏ em có mã nào nhỉ? Chị đợi em một tí xíu nhá. Ngực siêu nhỏ chị muốn nâng đẩy. Ngực siêu nhỏ khi nay em có lên con V8 rồi. Con đấy nó rất là nâng đẩy luôn. Thì người đẹp có thể tham khảo sang mẫu đấy này. Hoặc là em có con áo này em thì cũng đang sale này. Con áo này đệm có 3 phân thôi, nhưng mà nó khá là nâng và siêu đẹp luôn. Em đang sale con áo này rất là rẻ luôn á. Em đang sale con áo này từ 229k mà sale còn có 139k thôi này. Còn 34 và 36. Em nghĩ mẫu này là rất là đẹp luôn. Đó. Em không có size 40 rồi chị ạ. Em 38 là sẽ là to nhất nhỉ em. Này em chưa có size nào 40 cả. Lên mẫu có gọng mà đệm mỏng, ngực to đi. Em chờ lâu quá. Có gọng mà đệm mỏng, ngực to. Ok chị. Một rừng luôn á. Ví dụ như con này xinh nhá, sexy nhá. Có gọng đệm mỏng này. Bình thường nói mấy người tên hiền này toàn ngược lại thôi. Em chả biết em bắt nạt được ai cả chị. Em không bắt nạt được ai đâu ạ. Tại vì em chả thừa calo. Em không có đủ calo mà em đi tiếp chuyện với người khác ấy. Có bao giờ các chị thấy mà em lên live stream, em gọi là em bóc hàng hoàn, em chửi ai, em gọi điện em chửi ai chưa? Đấy nó không phải là phong cách bán hàng của em ý. Đó, ok. Đặt 1-2 đơn mà đặt đơn mà không thấy ai gọi điện nhở? Em đảm bảo với chị luôn là em có gọi, nhân viên nhà em có gọi nhưng mà mình không có nghe máy thôi. Thì ngày mai nhá, mình để lại số điện thoại lại đi để các bạn đi sẽ gọi, ngày mai các bạn sẽ gọi lại này. Mình cứ để lại số điện thoại thôi, ngày mai các bạn sẽ gọi lại chốt đơn lại cho mình nhá.
Mẫu tiếp theo này, comment thì em mình là S25 và để lại số điện thoại gen. Thì con này là có gọng và mút của con này là mút mỏng nhá. Còn mẫu vừa chị để con đấy được em xíu em hiền lên đi. Cái này comment thì em là S25 và để lại số điện thoại giúp em. Cái dòng này là có gọng và mút mỏng này, con này mút tầm 2 phân. Cái dòng này thì các chị là phải có ngực hay là ngực ngực to mới mặc được nhá. Ngực bé thì em khuyên là không nên lấy. 290k cho một set 34, 36 và 38 S25 và để lại số điện thoại cho em. C1 em hiện còn hàng đấy, em bán nốt là em sẽ không về hàng cái mã C1 đấy nó đâu ạ. Tức là C1 em còn mấy trăm áo cơ. À, em có những màu như thế này. C1 em còn. Quần gen này đợt này em hiện, đợt này em đang bị hết hàng các chị. Miếng dán ngực thì em chỉ có dán đầu ngực thôi. Cái này comment thì em hiện nó sẽ là mã S25 và để lại số điện thoại cho em. Màu đen là 1... Màu trắng là 2. Em chờ từ sáng giờ luôn à. Màu đen là 1. Màu thiên phúc kim em nhớ là đơn chị hôm nay chưa ai giải quyết luôn hả. Màu đỏ là 1, màu trắng là 2, màu đen là 3. 290k cho một set 34, 36 và 38. Mã này là S29 và để lại, S25 và để lại số điện thoại cho em hiện nhá. 290.000. Bác nào có ngực hay là ngực để mặc loại này nó rất là đẹp, hay ngực to, các chị ngực trẻ sẽ mặc loại ngực này cực kỳ xinh luôn đó cả nhà. Đệm nó vừa phải. Cái nào thì ngực to lên, mặc cái nào thì ngực to lên hả? Thì mặc cho em những cái con áo mà đệm 3 4 phân ấy, ví dụ như con này này, con này mặc lên nó sẽ to hơn này. Cái quả áo này nó là bản đúc này, con lên nó sẽ rất là mềm. Có lẽ không đệm mặc mặc ở nhà mà thoải mái hả? Không đệm mặc ở nhà thoải mái, em có lên con C33 ấy, mặc siêu mát luôn. Đợi em tí đi em giơ lại con đấy cho chị xem. À gọi chốt đơn rồi em chưa nhận được hàng à, tầm 2-3 ngày mình sẽ nhận được hàng nhá. Các bác đợi em nhá. Vài hôm nữa là mình sẽ nhận được hàng nhá. Đợt này bên vận chuyển nào giao hàng cũng cũng gọi là cũng bị chậm. Chờ đợi em hiền nhá. Gọi là số giải quyết đơn không bắt máy, chị gọi vào giờ nào ạ? Mình sáng ngày mai mình sáng ngày mai 8:30 bắt đầu mình gọi lại của em Hiền nhá. S25 là có cả quần đấy chị. Chị Hoa Tigon có cả quần đấy ạ. Đây em giơ quần cho chị xem nhá. Em nhớ ngày hôm qua chị có chốt đơn gì mà đúng không ta? Thì sao không chốt đơn cho chị ạ? Đây ạ. Cái con này là S25 này, quần nó đây. Quần đẹp lắm chị. 290k bao gồm cả quần và cả áo. Mẫu tiếp theo, comment thì em hiện là C7 nhá các chị yêu nhá. Con này hiện tại em hiện đang bị hết mất size 38 rồi. Em còn 34 và 36 thôi. Đúng rồi, một set sẽ là bao gồm một quần một áo. C2, C9, C11 toàn là những mẫu nâng đẩy đấy người đẹp. Con này comment thì em hiện là C7 và để lại số điện thoại cho em. Em này là có gọng nhá. Và đệm con này là đệm 3 phân này, nó rất là phù hợp cho những chị nào ngực bé muốn nâng đẩy nhiều. Thì mắc mặc sang con này giúp em. Và đây là một em áo mà hàng gen của nó là hàng gen cao cấp 229k đó. Em cũng không có về hàng được mã này nữa. Mã này bị cháy hàng rồi không về hàng nữa. Em sale quá chị, con này còn 139k. Còn vài con thôi, xin phép là không chọn màu. Giờ em chỉ còn có hai màu này thôi à. Hai màu này thôi ạ. Comment này em là C7 và để lại số điện thoại. 139k một áo. Em chỉ... Eo ơi, đẹp phát hờ này. Thì đi làm đi vậy, đi làm đi giống em vậy. Ủa, khăn nước quá. Đệm mỏng mà quả ngang có không? Có chứ. Comment thì em mình là C7 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. 139k thôi. Em đảm bảo luôn là các chị sẽ không mua được đâu. Ở một con áo mà đẹp, chất vải đẹp và xịn nâng ngực như thế này mà giá chỉ có 139k như này đâu các chị. 139k một áo 34 và 36 ạ. Mã là C7 và để lại số điện thoại cho em. Tại chị có gọi em bắt, em không bắt máy. À thế hả? Rồi ok, để em kiểm tra lại nhá. Để em báo các bạn ngày mai gọi lại giúp em nha, gọi lại giúp chị nhá. Đây, em xem, em chụp lại. Em chụp lại, em nhắc nhở các bạn ý. Để ngày mai gọi lại. Xít nữa. C7 và để lại số điện thoại giúp em hiện tại 139k. Để em nhắc các bạn ý. Nhắn tin một lần, các bác chỉ cần comment một lần là em là ngày mai các bạn ấy sẽ, em bắt các bạn ấy lục lại comment, các bạn ấy check lại đơn. Có dáng áo nào không đệm mặc bên trong áo vest mà để phanh khuy ra không hả? Có chị có thích kiểu như là gen cao cao đấy không? Không đệm đúng không? Không đệm mặc bên trong áo vest để khoanh, để phanh khuy ra. Có chứ. Nhiều lắm.
nghĩ sao về em này? Chị nghĩ sao về em này? Đó. Một em sexy nha, chị thích màu gì, thực ra là màu nào em có. Ngực 84 mình mặc size 34 cho em Hiền thôi nhá. Nhiều lắm chị. Nhiều lắm. Phanh khuy à? Ôi dồi ôi, một rừng luôn nha. Em lên cho chị một con gọi là đệm mỏng mỏng không mút nha. Ví dụ như con này. Ship nhà em sẽ là đồng giá là 30.000. Quần gen như thế nào chị ơi? Đợt này em hết hàng quần gen rồi người đẹp. Đợt này chả còn quần gen nào. Đây. Con này phanh khuy ra đẹp mà chị. Cái này comment em là S15 và để lại số điện thoại cho em Hiền này. Không gọng, mặc mát mà giặt máy không bị gấp đệm ý. À, thế thì đợt này chưa có rồi. Mà kiểu rộng dạng như thế thì đợt này chưa có rồi. Vài hôm nữa nhá. Vài hôm nữa về hàng em báo ngay nhá. Em này comment này em là S15 này. Con này mặc phanh khuy da xinh này. 290k cho một set. Cái dòng này thì em Hiền có màu đỏ, có màu trắng, có màu đen. Em có size nhá. Có size 34, 36 và 38 ạ. Chị có bán áo bra không? Rồi các chị muốn em sẽ lên nhá. Nhưng mà hiện tại là lên nó đang bị hết hàng này. Nó bị lẻ size lắm. Có thể em lên mà các chị sẽ không được chốt được ạ. Comment này em là S15 và để lại số điện thoại cho em. Mình lấy cái gì mình comment đúng mã và để lại số điện thoại nhá. Cái này em có cả màu đen các chị. Màu đen này, màu trắng này, màu đỏ này. Và màu này nó sẽ là màu da da thế này này. Rất là đẹp luôn. 290k trong một set 34, 36 và 38. Con này thì phanh khuy ra rất là sexy luôn các chị. Đẹp dã man luôn á. Đây, mã này của nó là S15 đấy các bác nhá. S15. Quần này em hiện đang mặc là không bán á. 290k trong một set. Nghe xinh mà, không có tí mút nào cả. Nó không bị hở đâu nhá. C5 màu đỏ 155k, size 36. C5 là con nào ta? À, có gì 155. À đúng rồi, ok. Trời ơi, cấu trúc cũng sao quên luôn quá. Đây, quần của con S15 đây. Rất là đẹp luôn. Đó, rất là xinh, quần xinh lắm. Đẹp mà, con này đẹp mà. S15 và để lại số điện thoại cho em. Hoặc là nhiều lắm chị. Nhiều, nhiều lắm, nhiều lắm. Có con nào gen gen nữa nhỉ? Nếu mà không thích gen kiểu dạng như thế này thì mình có thể là lấy một cái con mà có một chút mút đi. Ôi con này đẹp này. Con này, ôi con này hết hàng rồi không lên được nữa. Có rất rất nhiều luôn. Hoặc con này chẳng hạn. Con này nó cũng có màu đen, khi nãy em bỏ con màu đen đi đâu rồi nhỉ? Đây nè. Tìm con màu đen cho chị nè. Con này mà cũng khá là đẹp luôn. Đây, con màu đen này rất là xinh. Đây nhá, đợi em tí em sẽ đem bra các chị xong. Em mặc nốt con này sẽ đem bra cho các chị nhá. Những cái dòng mỏng mỏng này em nhiều lắm. Đây này, có một rừng luôn các chị. Đây con này. Con này mặc rất là đẹp. Đã bảo rồi tém tém lại người ta còn cho ngắm. Cứ... Do là bra em cũng có chứ không phải là không có. Nhưng mà do đợt này là nó đang bị hết size nên là em sẽ cứ lên một vài mã bra cho các chị nhá. Mình thích cái nào thì mình chốt mà xem là ngày mai nó hết size thì mình lấy sang màu khác giúp em. Với cái bra đợt này đang bị cháy hàng. Đây con này. Trời con này xinh lắm. Cái này comment thì em là S5 và để lại số điện thoại cho em. Nó cũng có gọng và nó không có mút. Rất là đẹp luôn. 270k thôi. Con này là rẻ. Em này em rất là thích cái gen của con này. Cái gen của con này nó xịn kiểu gì đâu á chị. Nó có 3 màu nha các chị nhá. Em có màu trắng là 1 này. Màu hồng là 2 này. Màu đen là 3 và màu em thì nó mặc là màu xanh nhá. 270.000 thôi. Ôi em bán con này vì đam mê các chị. Bán này rẻ dã man luôn. Từ từ. Nó dối lại với nhau á. Màu hồng xinh chị. Màu nào cũng đẹp cơ. Đây nó sẽ kiểu như là một lớp mút mút rất là mỏng như này. Bác nào mà kiểu mặc phanh ra mà sợ gọi là lộ đầu ngực thì mình có thể mua thêm miếng dán. Nhà em Hiền bán cái hộp nhà em Hiền bán cái hộp mà cái hộp dán đầu ngực như này này, có 80.000 một hộp thôi. Cái này mình chỉ có dán đầu ngực thôi nhá. Nên là một hộp của nó sẽ là toàn mẫu đẹp mà đệm mỏng thôi. Đúng rồi chị. Chị có thích kiểu như là có cái dây như này mà gọi là mút dày không? Em cũng có đệm dày nhá, đệm dày em có khá là nhiều nhá. Đây này, cái này chỉ dán đầu ngực thôi thì nó sẽ không bị hở này. Cái này thì comment thì em thì nó sẽ là cái này của nó sẽ là hộp xanh và để lại số điện thoại cho em. Cái này chỉ đang có giá là 80.000 một hộp thôi. Có kiểu nào giống như S13 không? Giống như con S13 hả? S12
Nhiều mà, nhiều lắm. Cái này comment ở hộp xanh và để lại số điện thoại. Có đệm nâng ngực kiểu như này mà có đệm nâng ngực ấy hả? Em có một cái mã nó gần gần giống như thế chứ nó không giống 100%. Đây, em có màu xanh là 1 này, màu hồng là 2 này, màu trắng và màu đen. S10, à, S5 và để lại số điện thoại cho em 270.000 thôi. 270k trong một set 34, 36 và 38. Còn các chị muốn như thế này nhưng mà lại phải kiểu như là có ngực một tí á. Phải gọi là nâng ngực à. Nâng ngực thì em có con này, con V22 là rất là đẹp đấy các chị. Con này là mẫu mới của nhà em này, xinh này. Con này nâng đẩy rất là đẹp luôn và sexy này nhiều này. Sao các bác không chốt đi? Cho em mặc nốt con này rồi em sẽ lên áo bra nhá. Sau này sẽ lên áo bra các chị nhé. Em còn nhiều áo bra khá là xinh nhưng mà mỗi tội là nó bị lẻ sai thôi. Em gọi là em lấy động lực lắm em mới lên bra đó. S15 nhá. Đây. Đây. Cái này rất là đẹp luôn. Con này nâng đẩy rất là xinh này. Là sexy này chị này, nâng đẩy nhiều này. Cái này comment em là V22. Trời ơi, mẫu này là một trong những mẫu gọi là top tìm kiếm nhiều nhất của nhà em, được khách hàng chốt đơn nhiều nhất trong tuần luôn á. Con này mới về chưa được một tuần đâu các chị. Con này là mẫu mới của năm nay luôn á. Cái này là V22 nha các chị nhá. V22 và để lại số điện thoại cho em. Rất là sexy luôn. Đẹp, con này là đệm giày 3 phân và nâng đẩy nhiều, siêu đẹp luôn. V22 290k trong một set thôi. Em đảm bảo luôn là em là người bán rẻ nhất luôn. Và hiện tại không có nhà nào có cái mẫu này đâu. Có thì các chị phải đợi hàng, phải mấy ngày mới về được hàng. Giờ không ai có sẵn cái mẫu này đâu. Ngoài em ra, em chắc chắn các chị luôn. Cái này mã của em thì là V22 nhá. 290k cho một set. Một set của nó sẽ là bao gồm một quần và một áo giúp em. Màu trắng này, đệm của này là đệm giày 3 phân và có độ nâng đẩy. Thế là ngực bé và cái loại này sẽ rất là xinh. 290.000, cực kỳ sexy luôn. Em thì sẽ lên bra ngay nha. Bây giờ lên bra các chị này, em còn mã nào sẽ lên hết mã đó đây. Bra đầu tiên. Con này có trắng, có đen nhưng mà bị lẻ sai. Có lại mặc lại S15 chị xem màu da nhé. Đợi em một tí xíu nhá người đẹp nhá. Thế thì em qua mã rồi. Mặc con áo bra các chị này. Em lên áo bra nhá. S13 có gọng, có đệm mỏng. S13 là con có gọng đấy. Nó là có gọng và đệm mỏng đấy. Lên loại nào siêu nâng ngực dành cho ngực bé người đẹp để em xíu nhá. Cho em hiện lên nốt bra đã nhá. Đây. Con bra này rất là đẹp nhưng mà gọi là bây giờ em bị lẻ sai đó cả nhà. Em không rõ là còn cái màu gì và size gì. Em chỉ nhớ là chỉ còn màu trắng và màu đen thôi. Em chỉ biết là có màu trắng và màu đen thôi. Size số thì cái này màu trắng hình như là 34 và 36 thì phải. Còn màu đen thì không nhớ nữa. Màu đen thì như là còn 38 hay là 34 hay 36 thì mình không nhớ là còn size gì cả. Cái này comment này em thì là C39 và để lại số điện thoại cho em. Em xem áo này còn 225.000 một áo. Nó sẽ như thế này. C39 và để lại số điện thoại cho em. Em áo này 225k, 34, 36 và 38 nhưng mà không chắc nha. Em báo trước này là không chắc nha. 225.000. Đó, con này thì có mút mỏng thôi. Ngực bé thì mặc cũng được nhưng mà nó không phải là dòng nâng đẩy nhá. À, C39 và để lại số điện thoại cho em. Áo bra nhé. C39. Bác nào mà mặc áo kiểu phanh ngực thì mặc cái loại này cũng rất là ok này. C39 và để lại số điện thoại cho em. Rồi mẫu bra thứ hai nè. Con này nó có màu đen. Em vừa mới tia thấy màu đen. Em sẽ mặc em này màu đen. Một em áo em rất là thích. Có quai áo ren bản to và mút mỏng hay không mút không. Bra mà có quai. Con này được không bác? Con này được không? Con này được không? Rất là đẹp này. Mã V2 hả? V2 hiện tại em hiện đang hết hàng rồi chị Thiên Phúc Kim ạ. Hôm qua có lên nhưng mà hôm nay không thấy ở đây nữa là hết sạch hàng rồi. Mình chốt đơn và mình đợi hàng cho em Hiền nhá. Quần lọt khe em có, người đẹp đợi em xíu em mình lên này. Đây, các bác em lên áo bura mà em lên, các bác không chốt là em dỗi nha. Không chốt đơn là em dỗi nha. Em có con bura này rất là đẹp. Em cũng đang mặc em bra này. Em thấy khá là xinh xẻo. Đây. Em này, con này khá là xinh xẻo luôn. Đó. Rất là xinh. Bra nào đỡ hở tí không? Con này mặc rất là an toàn này.
Cái dòng này nhìn thôi nhưng mặc siêu an toàn nha. Thật ra ngực bé các chị hoàn toàn mặc được. Ôi comment vớ vẩn cái gì thế. Cái này comment của em Hiền nó sẽ là mã C48 và để lại số điện thoại cho em. Mã là C48 nha các bác nhá. Áo này của em nó sẽ là mã, cái con này của em là sẽ là có gọng này, nó là dòng concept thì em các chị nên trải nghiệm thử loại này, vì rất là nhiều chị nói là mặc cái loại này xong rồi nó có bị lồi mỡ nhưng không ạ, mặc này siêu gọn luôn. Nếu như các chị lên TikTok các chị xem những có một vài bạn review các bạn ý bụ bẫm lắm. Trời ơi 8 mấy cân ở đâu, 7 mấy cân cũng mặc con áo này rất là đẹp luôn. Mặc nó siêu gọn luôn. Đó. À, dạ vâng ok chị. Bữa nay chẳng đang cầm con này là đang có giá là bao nhiêu nhỉ? Con này là C39 à. Con em đang cầm là C39 ạ. 225.000. Còn cái này là cái này không phải C48 nhá, từ từ. À đúng rồi, con này là C48, xin lỗi. Con này đang có giá là 290k cho một áo. Em có màu kem và có màu đen. Để em đi tìm màu kem, tìm nốt con màu kem. Con này đó, bác nào ngực bé quá mọi người có thể nhét thêm được miếng mút, có thể dán thêm miếng mút vào cũng được. Ngực to mà rất là đẹp luôn. Cái quả áo này nó rất là ôm. Đó, quả áo này ôm lắm mà quả áo này nó an toàn, nó không hở như quả kia. Lên áo rồi mà siêu nâng cho ngực bé, đợi em xíu nhá. Đây, em có màu kem và có màu đen. Comment này em là C48 và để lại số điện thoại giúp em. 280k hay là 290 ấy nhỉ? Em quên giá mất rồi. Đại loại là 280, 290 ấy. Tán nó như vậy đó. Không nhớ nữa. Rồi mẫu tiếp theo này, em có loại này. Rất là nhiều chị nhận được loại này và hôm nay khen rất là nhiều này. Con này. Đây, con này là mẫu mới của năm nay này. Ngực nhỏ mặc xinh không? Mặc xinh nhưng mà nó không có nâng đẩy nhá. Mà cũng xinh xinh đấy. Cái này là C48 ạ. 200... Hình như là 280 hay sao, hay là 290. Nhớ giá nữa, các bác cứ comment đại loại là 280 hoặc 290 thôi. Ngày mai các bạn nhân viên nhà em báo giá sau nhé. Các chị có thể tham khảo sang mã bra này cũng rất là đẹp. Mẫu này là mẫu mới này, mẫu mới của năm nay này. Em chỉ còn mỗi màu đen thôi. Cái này comment này em là B2 và để lại số điện thoại giúp em. Đây, mã này là B2. Đó, con này thì nó sẽ có mút một tí nhá. Cái này thì ngực bé các chị hoàn toàn mặc rất là đẹp luôn. B2 và để lại số điện thoại cho em. Để em xem mấy giờ rồi nào. 11 rưỡi rồi đấy nào. Cái này là B2 và để lại số điện thoại cho em. Các chị xem cái dáng sau lưng của nó này. Đó, con này em có size M và size L tương đương với 40 con đến 65. Con là các chị mặc thoải mái cho em. Rất là đẹp, sau lưng nó rất là đẹp luôn. C48 này phải có ngực mới mặc được nhiều. Dạ không nhất thiết đâu ạ. Không có quần nhá chị Nguyễn Phương Thảo nhá. Thứ ra là nếu như bác nào ngực bé quá thì nó mình mua thêm miếng mút rồi mình dán thêm vào thì nó cũng vẫn có cái độ ôm mà. Cái này thì ngực bé các chị hoàn toàn mặc được, là vì con này nó có mút này. Cái mã này của nó sẽ là mã B2 nhá. Con này đang sale là còn 199k một áo. Ok, đợi chị em thì lên ạ. Cái này là B2 và để lại số điện thoại cho em. 199k. Áo này em hiện đang bán là 260. Em sale còn 199k một áo. Em có size M và size L. 40 cân đến 65 cân là các chị mặc vừa cho em. Hiện tại em chỉ còn mỗi màu đen thôi. Cái lưng của nó rất là đẹp, hở lưng rất là xinh. Em lên nốt cái con bra dáng dài này. Con này thì nó có mút, có độ nâng đẩy này. Rất là đẹp. Áo này em đang sale. Cái bản áo này rất là kiểu giá rất là cao. Sale các chị con áo này. Để em xí nha. Ôi dồi ôi. Cực kỳ xinh. Em này là em cũng đang mặc loại này đây này. Thay lên thì lại đông người xem quá, lại chết sợ, lại không có đủ hàng mà bán. Cái này comment của em Hiền nó sẽ là mã C41 và để lại số điện thoại giúp em. Em áo này rất là đẹp nha các chị yêu nhá. Cái ren nó rất là mềm và áo này bên trong nó có mút. Cái dòng này ngực to hay ngực nhỏ các chị mặc đều rất là đẹp luôn. Và nó không hề hở một tí xíu nào. Cái bên dưới này nó có cái độ co giãn này, mềm. Rất là xinh luôn ạ. Đây hở lưng đây, xinh lắm.
C40 C41 và để lại số điện thoại cho em. Áo này thực ra là nó có màu đen, có màu đen, màu kem và màu ghi, nhưng mà hai cái màu đấy em hết hàng rồi. Em đang bán con này là 239k một áo. Bây giờ em chỉ còn mỗi màu ghi thôi. Em sale các chị còn có không ngủ được à? Hay như nào? 239k một áo, em sale các chị trên live còn 159k thôi. Comment này em hiện là C41 và để lại số điện thoại cho em. C41 nha các bác nhá. 159k một áo. Cái form này thì nó là hàng free size nhưng mà dưới 60 cân các chị mặc thoải mái vì nó rất là co giãn luôn. Em đảm bảo luôn là mặc nó siêu ôm ngực, có độ nâng nhá. Con này mút nó rất là mềm luôn ạ. C41 và để lại số điện thoại cho em. Mà 159k một áo. Màu này. Cái dáng này là dáng dài, siêu gọn luôn, co giãn, mềm mát. Đó. Ok nhá, đây là những cái mã bra mà em hiện đang còn lại của shop. Nên nào mút mỏng đi à? Áo mút mỏng, chị thích mút mỏng kiểu dạng như đây này. Mút mỏng đây, xinh xinh đây. Con này là S. Cái này có phải là, con này là S bao nhiêu em quên rồi ta? Con này có phải là S35 không ta? Chết rồi. Tự nhiên quên mã nó là mã bao nhiêu rồi. Tức là không lên được. Bán hàng như quên mã rồi. Lấy con mút mỏng khác nha. Đây nè. Đây con S24 này còn hàng này. Rất là nhiều con em bị quên mã. Đấy, có con này. Nó hết hàng nên là bị quên mã luôn ạ. Em còn mỗi màu ghi thôi. Chị muốn hỏi mã nào nhỉ? Con này là mút tầm 2 phân nhá chị yêu nhá. Cái mút tầm 2 phân rất là đẹp luôn. Con này mút mềm, nâng đẩy đẹp đấy, mặc lên nó ôm form, ôm ngực ấy. Hai con này sexy này các chị này. Ồ, chưa về hàng chị Hoa Nguyễn ơi. À, cái mẫu em để ghế à? Em quên mã rồi chị. Em quên nó là mã bao nhiêu rồi. Xin lỗi tình yêu. À rồi, em nhớ mã rồi. Em ơi, đầu óc em chán lắm, em nhớ mã rồi. Đợi xíu em hiện lên cho. Đây. Áo đen ren phủ eo có size lớn không? Ship ngực 98, ngực 95 mặc size 38 em hiện có size đấy. Em có size đấy ạ. Cái này comment em hiện nó sẽ là mã S24 và để lại số điện thoại cho em hiện nhá. 290k cho một set. 290.000. Con này rất là sexy luôn. Quả áo rất là đẹp. Em có 4 tông màu. Em còn màu đỏ, màu tím, màu hồng và màu trắng. 290k cho một set 34, 36 và 38. Cái quả này rất là đẹp. Bác nào ngực to, ngực trẻ sẹ mà không thích dày, không thích cuộn cuộn quá thì mình có thể lấy sang mẫu này. Em lấy mã đó và cái đai nịt bụng hoài không có dép à. Mình để lại cho em cái số điện thoại đi. Mình ghi là chốt đơn và để lại số điện thoại là ngày mai sẽ có người gọi điện. Và các bạn ấy sẽ vừa nhận, các bạn ấy sẽ kiểm tra trong tin nhắn và các bạn ấy gọi điện tư vấn cho mình luôn cho nhanh nhá. Chứ còn inbox của nhà em thì thực sự tìm inbox của khách khó lắm, mình nhiều inbox lắm. Inbox nhà em mới trả lời được đến mùng 5 thôi, còn bác nào chốt đơn mùng 6, mùng 7, mùng 8 là chưa có ai trả lời. Cái này comment này em là S24 và để lại số điện thoại cho em. 290k trong một set 34, 36 và 38. Màu hồng là 1 này. Màu tím là 2 này, màu đỏ là 3 này. Và màu trắng là 4 ạ, 290.000. Hoặc là em có một cái mã này nó giống như vậy đúng không? Chị bảo là đây, chị nào vừa bảo em là lên con S15 mà mặc màu hồng đấy cho chị ngắm hả? Màu hồng đẹp lắm chị, màu hồng da rất là đẹp này. Đây mặc con S15 cho chị ngắm nhá. Dạ vâng, ok chị. Các bác ơi, mọi người thông cảm của em Hiền nhá. Hiện tại inbox nhà em Hiền mới trả lời được đến mùng 5 thôi. Bác nào mà chốt đơn mùng 6, mùng 7 mà chốt đơn trong inbox là hiện tại em Hiền chưa kịp trả lời đâu. Mới có mùng 6, mùng 7 chứ mấy, nhiều có 2 ngày chứ mấy. Đúng không? Nên là mặc dù là inbox luôn luôn trong tình trạng bị quá tải, nhưng em mình vẫn cố gắng like hàng ngày để cho mọi người được chốt đơn nhanh hơn. Đây con S15 màu hồng này. Đây chị có thể xem nhá. Màu rất là đẹp luôn. Đó, 290k cho cái set này. Còn bác nào mà sợ gọi là cái đầu ngực của mình nó hơi bị hở một tí xíu thì đối cái dòng này thì nó không có một lớp mút nào cả. Vì nên là chắc chắn là mặc nó sẽ bị hở, nó sẽ kiểu như là nó rất là sexy. Vì nên là mình có thể là mua cái miếng dán đầu ngực của mình dán thêm vào nhá. Thì miếng dán đầu ngực này em hiện đang bán là 80.000 một hộp. Một hộp của nó có 5 đôi thôi. Có loại nào mà không gọng không chị, loại nào mà không gọng mà đợt này mà không gọng không mút thì em đang bị hết hàng rồi. Thoải mái chị Hùng, chị Hùng Phương Vương ơi, con này đúng không ạ? Chị hỏi con này đúng không? Con này nó là mã
C41 anh chị yêu nhá. 159k một áo. C41 và để lại số điện thoại cho em. Cái này là S15 cho em Hiền nhá. S15 và để lại số điện thoại cho em. Cái này là màu hồng kem đấy, rất là đẹp. 290k cho một set 34, 36 và 38. Em có màu đen, có màu trắng, có màu đỏ và màu em thì đang mặc là màu hồng kem. Giơ hai màu để các chị nhìn nó dễ hơn này. Cái màu này là màu hồng nhá. Màu hồng kem kem ấy. Màu này sẽ gọi là màu trắng này. Nó là hai màu đấy. S24 có gọng không vậy? S24 là có gọng cứng đấy. Con S24 và con S15 là hai con là nó có gọng nhưng mà nó không có mút. Em vậy nên là các bác ngực bé thì hoàn toàn có thể mặc được. Mình mặc được chứ không phải không mặc được, nhưng mà mình mặc ở đây nó kiểu là sexy chứ nó không phải là dòng nâng đầy. Đó, 290k cho một set nhé, 34, 36 và 38. Hoặc là em có mã này cũng khá là đẹp này các chị này. Mẫu này là mẫu mới này của em Hiền này. Xinh lắm, cái gen của nó rất là đẹp luôn. Em lên nốt các chị mã này nhé. S15 và để lại số điện thoại giúp em. Có đủ size các chị. Áo lót nhà em sẽ là 34, 36 và 38. Đây. Con này pha lụa này. Ôi xinh lắm chị. Mẫu mới của năm nay. Em này comment này em là S14 và để lại số điện thoại giúp em. S14 nha các bác nhá. Đẹp tuyệt vời luôn á các chị. S14 và để lại số điện thoại cho em. 280k cho một set thôi. Bao rẻ bao đẹp luôn. S14 lụa các chị ơi, pha lụa nhá. Con này cũng là mút mỏng thôi, mà không phải là dòng nâng đẩy, rất là sexy luôn. S14 ạ. 280k cho một set 34, 36 và 38. Em đang có những cái màu xinh xinh như thế này. V1 bao nhiêu à? V1 là 290.000. Chị hỏi là mã V1 hay là hỏi vòng 1 bao nhiêu? Cái này em có màu xanh là 1 này. Chỗ cái màu xanh ngọc này nó xinh ơi là xinh. Màu đen này chắc khỏi nhìn, tại vì màu đen lên line nó đen ngòm mà, chả có cái gì cả. Màu này là màu đỏ. Mã vừa qua là con S15 nhé, 290, con này có 280.000 thôi các chị ơi. Nó có một cái lớp ren rất là mỏng mỏng, rất là xinh xinh, nó lồi lên trên. Rất là đáng yêu ạ. 280k cho một set S14 và để lại số điện thoại xem. 280.000, 34, 36 và 38 em. S14 và để lại số điện thoại. Cực kỳ đẹp. Em giơ quần cho các chị ngắm nhé. Cái này là pha lụa ấy các chị. Ren pha lụa. Đó. Quần xuất sắc quá trời xuất sắc luôn ạ. S14 và để lại số điện thoại cho em. 280k cho một set 34, 36 và 38. Em nè. Em S13 là cái em mà mọi người hỏi quá trời hỏi này. Con này sẽ dành cho bác nào mà set chip gen. Đợt này quần lót em đang bị hết hàng quá trời hết luôn á. Nên là hẹn người đẹp vào đợt sau nhá. Khoảng mấy ngày nữa thôi. Em ơi chị muốn đổi hàng mà inbox xin địa chỉ mấy hôm nay mà không thấy check. Chị ơi hiện tại là nhân viên nhà em các bạn mới check được đến tin nhắn của ngày mùng 5 thôi. Còn bác nào nhắn tin vào ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7 là chưa có ai có trả lời được. Nên là mình muốn đổi hàng nhanh nhất ý. Mình gọi vào số xử lý đơn hàng giúp em. Ở trên ảnh bìa nhà em ý, nó có cái số xử lý đơn hàng. Mình gọi vào đó là sẽ có nhân viên, các bạn ấy sẽ đổi hàng ngay tức khắc cho mình luôn. Nhá, người đẹp nhá, thông cảm chị đẹp nhá, thông cảm của em Hiền với. Này là inbox nhà em là mới trả lời được đến hết và đến khách hàng ngày mùng 5 thôi. Hai bác nào mà nhắn tin ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7 thì là chưa có người trả lời được. Mình gọi vào số xử lý đơn hàng ở trên ảnh bìa ấy. Trên ảnh bìa em có hai số để xử lý đơn hàng, mình gọi vào đó cho em nhé. Là các bạn ấy giải quyết luôn cho điện thoại luôn chứ không có phải nhắn tin. Mà đổi hàng nha em nhé, đặc biệt các bác không có gửi hàng về mà em sẽ giao đơn hàng mới và ship sẽ lấy đơn. Bạn ship bạn ấy sẽ giao đơn hàng mới và bạn ấy nhận luôn cái hàng cũ mang về luôn. Như vậy là mình sẽ nhận được hàng rất là nhanh và mình cũng không phải mất thời gian mình đi gọi là đi ship hay đi ra ngoài đổi trả các thứ nữa. Ok chưa? Rồi con này comment thì em là S13 và để lại số điện thoại cho em. Đẹp đúng không chị? Một mẫu cánh tiên nó rất là xinh luôn. Con này là có gọng mà có mút mỏng nhá. Cái này thì các bác nào mà có ngực một tí xíu, có ngực hay là làm ngực to thì các chị mà con này sẽ rất là đẹp. Ngực bé quá thì em khuyên là không nên lấy. Mã này là S13 280k trong một set 34, 36 và 38. Mẫu này em có màu tím, có màu xanh và có màu đen và có cả màu trắng nữa. Có 280.000 thôi. Gen này là gen cao cấp nhá. Và nhớ này, cái con này nó chỉ dành cho những chị nào mà ngực to,
đại loại là làm ngực ngực to ngực trẻ xệ đó, chứ ngực bé thì bác nào mua mà nói là em ơi ngực bé chị không mặc vừa là em ghét em không cho đổi đâu á, tại vì em nói rất là kỹ trên like rồi đó. Dỗi không cho đổi đâu. Rất là xinh luôn, cả quần cả áo 280.000 đó, cảnh tiên rất là xinh. Và các bác không thích các bác có thể bỏ cái dây áo đi, mình có thể thay dây áo được nhá. S13 và để lại số điện thoại cho em. Màu nào cũng đẹp á, màu đen này, màu xanh này các chị ơi, và màu này sẽ là màu tím này. 280k cho một set 34, 36 và 38. Mã này là S13 và để lại số điện thoại cho em. S13 nha các chị yêu nhá. Ok. Em đưa các chị một con gọi là sao nhựa. Con này em thấy đây. Lâu lắm rồi không dặn lên con này bởi vì nó cũng đang bị hết mất màu đen 36 hay sao ấy. Xinh lắm các chị ơi. Đó, con này đệm 2 phân này, cũng có một chút chút ngực là mặc sẽ rất là đẹp này. Rất là xinh. Đây, đợi em một tí xíu nha. S13 đẹp lắm. Xinh chị nhỉ? Xinh xẻo. Con này thì nhìn nó sẽ kiểu khỏe khoắn hơn, cá tính hơn một tí xíu này. Nội tâm hơi rối ren một tí xíu này. Đây. Con này nha. Nội tâm gọi là hơi rối ren một tí xíu nhá. Em này comment thì em nhìn là S12 và để lại số điện thoại giúp em. Con này cũng rất là đẹp luôn đó các chị. Ôi em rất là thích cái sau lưng của nó ấy. Làm nào giờ. Em thích cái mã này lắm. Rất là thích luôn. Mà mỗi tội là con này nó đợt này nó đang bị hết mất. Con này đợt này nó đang bị hết mất 30. Con này đang bị hết mất 38. Và 36 màu đen cũng đang bị hết. Cái đây là S12 nhá, con này là cũng là mút 2 phân. Có gọng rất là xinh luôn. Đó, ren này từ sau lưng của nó này. 280k. Màu đen, màu trắng và màu xanh. Nhưng mà bây giờ chỉ còn 34 và 36, không còn 38. Có cái nào dành cho ngực bé không nhiều lắm chị. S12 và để lại số điện thoại cho em cái này. Đó, cả quần và cả áo. 280.000. Mẫu này cũng rất là xứng đáng đây các chị thử nhá. Lên áo dành cho ngực bé đi à. Ngực bé các chị thích có gọng hay thích không gọng? Em lên các chị một con dành cho ngực bé nữa nhá. Con này dành cho ngực bé rất là đẹp này. Con này là hàng của Kevin này. Có áo ren dáng chữ V không? Áo ren dáng chữ V thì hiện tại em thì đang hết hàng rồi người đẹp ơi. Vài hôm nữa nhá. Đợt này do tắc biên ấy, nên là hàng hóa nó quần lót nhà em gọi là cháy hàng, không gọi là còn cứ lèo tèo vài mã hàng thôi. Không gọng à? Em lại lỡ lên một con có gọng rồi. Không gọng thì em đợi chị một lát nữa, hoặc là chị có thể inbox cho em đi, hoặc là mình có thể là xem lại like cho em có nhiều mã không gọng lắm chị. Lúc nào em like cực kỳ nhiều mã không gọng, hoặc là gọng mỏng mỏng ấy, gọng dẻo ấy. Con này là có gọng này. Cái này comment thì em mình là V21 nha các bác nhá. V21 và để lại số điện thoại cho em. Cái này là dáng thể thao các chị, mặc rất là nhẹ luôn. Mình nhìn này thôi nhưng mà lên cực kỳ nâng và mặc siêu nhẹ siêu mềm. Ôi em áo này nhẹ tênh luôn các chị. Lúc đầu tiên em nhìn áo cảm thấy là nó hơi cồng kềnh xíu, em cảm giác như vậy. Em sợ là con áo này nó hơi gọi là hơi cứng, nhưng mà không các chị ơi. Mặc lên siêu nhẹ và rất là nâng ngực luôn. Comment thì em nhìn là V21 và để lại số điện thoại cho em. Cả quần và cả áo 290.000. Có loại nào dành cho ốc bưu không xốp mua cho vợ? Đây, ốc bưu đây. Vừa sang chảnh lại vừa tinh tế, 290.000. V21 và để lại số điện thoại cho em. Em có màu trắng, có màu đen trơn, đen trứng và có màu đỏ. Cả quần và cả áo, con này không bắn lẻ nhá. 290k cho một set 34, 36 và 38. Con tay cầm là ngực nhỏ, con này là ngực nhỏ mặc đẹp này. Còn cái con kia là ngực bé mà không nên lấy. Bên trong của S12 để em xíu nhá. Cái này là V21 và để lại số điện thoại cho em. V21 ạ. 290k cho một set thôi. Màu đen là 1 nha. Màu đen trơn là 1, đen chữ là 2 này. Đen trơn là con này à. Màu đỏ là 3 này. Và màu này của em nó sẽ là màu trắng này. Quần em thì nó mặc không bán nhá. 290k cho một set 34, 36 và 38 cho em hiền. V21 và để lại số điện thoại cho em. Em rơi lại con V12 mút bên trong ấy. Này chưa kịp trắng mút bên trong của nó à. Đây nha chị. Đây. Siêu xinh luôn. Rất là đẹp. Cực kỳ xinh luôn, mút đẹp mà. Con này xuất sắc mà chị. Xuất sắc lắm, chốt con này đi. Xinh xỉu luôn ạ. V12
V2, con này là V21 giúp em. Ok chưa? Ôi giời. Ôi giời. Mệt mỏi. Mấy giờ nhỉ? Mình tắt like được không? Mình tắt like được không các bác? Từ nãy em lười bán hàng quá. Từ nãy bán hàng thôi cũng lười cơ. Đâu xem nào. 12 giờ rồi. Đến giờ đi ngủ là được rồi. Giờ đẹp để tắt like rồi. Các chị ạ. À. Bây giờ em xin phép các chị là em hiện tắt like đây ạ. Ồ con V21 là ngực lớn mặc hơi to đấy chị ạ, mặc nó con này nó đệm dày nó những 4 phân cơ. Vì mặc con này nó sẽ nâng đẩy hơi nhiều đấy, nên là em nghĩ là mình lấy sang những con mà tầm 2 phân hoặc là 1 phân thôi. Em có nhiều lắm thì người đẹp có thể xem lại like này. Hoặc là inbox đi, em gửi ảnh những cái con mà dành cho ngực to cho. Có gọng hay không gọng nhé, em có rất là nhiều luôn. Chứ cái con này em thấy là đệm nó hơi dày. Con này các bác nào ngực bé mặc được chứ em thấy là mặc nó hơi độn hơi nhiều đó. Ok các chị ơi. Hôm nay cũng muộn rồi. Chắc là do vội quá em không giờ. Hôm nay cũng muộn rồi, 12 giờ rồi. Nhà em hiện sẽ chắc là xin phép là sẽ tắt live, khung giờ livestream của nhà em hiện sẽ là 9:30 tối cho đến 12 giờ đêm. Nên là các bác hẹn các chị vào ngày mai nhá. Mình sẽ quay trở lại nhá, hay là ngày mai 8/3 các chị đi chơi hết rồi các chị không xem live nữa. Để em biết được em không lên live nữa nè, ngày mai em nghỉ live nào. Ok cả nhà. Dạ vâng ok chị. Đợt này bây giờ em tắt live mất rồi. Ok chúc các chị ngủ ngon ạ. Vậy hẹn các chị vào buổi live sau. Các chị nếu như bác nào mà em chưa kịp tư vấn thì các chị có thể xem lại live này, hoặc là mình có thể inbox cho em Hiền nhá. Inbox em Hiền tư vấn cho các chị ở trong inbox nha. Nhà em là có ảnh hết ha, hoặc là các chị có thể vào album ảnh để xem. Em có chụp ảnh và quay video rất là rõ những cái sản phẩm mà em Hiền có up lên đấy cả nhà. Ok chúc các chị ngủ ngon.